Design Training Center. All you need is here. Rồi, chúng ta buổi tiếp theo. Rồi, buổi mai sẽ là buổi chuyên đề về bài tập nhỉ, làm các kiểu nào điều. Trước thì ra về nhà có rất nhiều bài đúng nhỉ, thì nó sẽ xem từng bài một. Thì đầu tiên nó sẽ đi cái bài này. Đúng chưa? Thì cái bài này ngay đầu tiên vào chúng ta đã gặp tưởng thấy khó khăn rồi. Ừ. Thì trong đống bài này thì thấy có ra rất nhiều bài với bạn về nhà đúng không? Trong bài này là 1 này. Bài này là 2. Bài nào nhỉ? 5 bài cơ mà. Là 3 này. Chóng à? Này bật chưa? Này bật rồi. 4 rồi. Bài này nữa đúng không? Đấy, bài chỉ là 3 cái cuối thôi đúng không? Rồi. Thế thì ở bài này thì bài này thì mọi người làm được chưa? Bài này có ai làm được chưa? Đại sẽ làm được. Mỗi tháng làm được. Nhiều. Thắng thứ bài này thắng. Sai bỏ qua phần đầu tiên đi. Thì có thích thử sức bài này không? Lên đây này. Cho ngồi vào máy ra sư thắng lên là ngay bên phải xem thắng làm nhá. Bạn này anh gọi lên làm để xem thao tác, xem tư duy. Bây giờ thắng vừa làm, thắng vừa nói phân tích cho bạn bè hiểu nhá, coi như thầy với cả các bạn là mù không biết gì. Thế mọi người thầy tắt cái này cho đỡ bị đúng rồi.
làm lại vẽ lại xem bị lỗi phần gì. Con thử kéo vẽ lại được, nếu không chắc chắn là ở dưới có thêm thằng nữa. Rồi. Xem thao tác của thắng nhỉ, để tìm ra tí ta sẽ phân tích. To không được. Quan trọng là độ dày quyết định bên đây đấy. Cứ bình tĩnh mà làm, đừng thao tác một, đừng có cuống. Đó. Rồi. Đấy, kéo gần, đưa chọn 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 cả hình đi. Kéo sang bên trái. Kéo cả hình sang bên trái. Không, kéo cả hình sang bên trái, di chuyển đi. Di chuyển sang bên trái kia mà. Nữa. Nữa. Rồi. Kéo kéo luôn rồi, ok thả chuột ra. Bấm phím cách đi. Bấm phím cách để di chuyển toàn bộ ra giữa. Kéo kéo ra giữa, đấy. Nhìn theo đúng không? So sánh hình hình xem hình kia là nó khác nhau cái gì, có bị chết để mấy cái nét gì à? Đấy, ghê nhờ. Rồi em thắng, nhưng mà bài này nếu mà thắng làm thế này thì nghĩa là có thể là thắng mất nhiều bước làm, nhưng quan trọng đến cuối cùng vẫn không liền mạch được, nó bị chết đấy. Sao bây cái bài bài làm vẫn liền mạch được kia. Rồi ok, thì vấn đề này, vấn đề ví dụ như là thầy tạm 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 bỏ qua cái gọi là tối ưu nhất, có thể là các bạn làm hình học theo tư duy các bạn, đó là việc các bạn và thầy sẽ nhìn theo cách làm tư duy, nhưng quan trọng là có thể rất mất rất nhiều bước, nhưng quan trọng đến cuối cùng nó phải ra được sản phẩm, thì đến cùng nó vẫn bị lỗi nhỉ. Thì đây là những cái lỗi mà hay gặp nhất, chính vì thế bài này nó tương đối khó, nó khó. Vậy giờ còn về mặt phân tích hình học thì phân tích được, tuy nhiên là
là cái phần dụ giờ thao tác khi khi mà thứ thì nó rất mất nhiều thao tác. Ok rồi, để thầy sẽ bên này để mọi người xem. Thì cái bài này nó chỉ là khởi điểm của những cái bài khác thôi. Thì bài này đây, bài này tháng đây bị lỗi như này, thì đương nhiên là có bấm lệnh hàn đến cả đời không bao giờ nó mất được cái vạch này nhá. Thì đây là cái lỗi mà khi thực hiện các lệnh cắt trích dao nhá và các điểm nút mà bị cắt ra ấy, thì thường nó sẽ bị hở hở thêm một khoảng delta nào đấy và mắt thường không thấy được, và khi hàn vào chúng ta sẽ không hàn nổi nhá. Rồi thế thì bài này nó có vấn đề như này, là khi chúng ta vẽ hình đa giác, thế ví dụ như là màu hai này đi, được chưa, và khi chúng ta thử lệnh Ctrl C và Ctrl F và giữ Shift kéo vào, thì cái vấn đề là như thế này. Khi bạn kéo này nhìn thì cứ tưởng là ngon nhá, nhưng thực tế ba cạnh này cách nhau không đều đâu. Tiêu từ cạnh này được cạnh này được cạnh đấy cạnh này bằng khoảng A, cạnh đây không bằng A đâu, không A đúng nhá, nhìn tưởng bằng thì không bằng, nhỏ nữa bạn thấy ra sẽ không bằng, được chưa. Thế thì cái phần này quan nhất thì ở cái bài này nó liên quan là hai đường tam giác này các cạnh này cách nhau một khoảng không đổi. Thì trong toán học học từ ngày xưa, nếu như một đường thẳng bất kỳ mà cách đều với đường thẳng kia một đoạn không đổi nhỉ, thì được gọi là phép định tiến. Thế thì ở bài này nó khó được bước được phần này thôi. Ta thử thầy ở đây là tam giác bằng vẽ nét, và khi thầy chọn nó nhớ, thì trong master trong Illustrator là có một lệnh rất đặc biệt, có lệnh path và lệnh offset path, bạn ghi thêm mà để thầy chữa tập, nhưng các bạn chỉ cần làm ra thôi, còn cái phần này là phần để dạy thêm. Còn mà tư duy logic hình học là phải nắm được. Rồi thì ta có một lệnh rất đặc biệt ở trong mắt à trong Illustrator, cứ như Master Effect nhờ, đó là menu object nhớ, và ta có lệnh gì đây, lệnh path và lệnh offset path. Như vậy menu object được chưa, tìm đến path và offset path. Như thế lệnh này là lệnh tích tiến và tạo bản sao, tức làm hai việc nhé, tích tiến và tạo bản sao, tích tiến và tạo bản sao. Như vậy sau khi tùy lệnh này xong nó sẽ tạo bản sao mới nhớ. Thì các em nhìn đây, khi thầy chọn tam giác này, menu object path và offset path, lúc này nó ra cái bảng path này, bạn sẽ cùng xem. Thế thì lúc này nó sẽ ra cái bảng gì đấy, offset path nhớ. Bảng offset path này thì ở ô offset này bằng sự đánh chỉ số vào, nếu mà chỉ số là dương thì tích tiến ra phía ngoài, còn chỉ số là âm thì tích tiến vào trong, hiểu chưa. Hai cái lựa chọn join và meter limit này mọi người để nguyên, không lựa chọn vào để phần nâng cao thì mới dạy, còn cơ bản không cần đến nó. Như vậy chỉ ra phần gì, offset. Offset này là khoảng cách tích tiến, nếu đánh giá trị dương thì tích tiến ra phía ngoài, còn đánh giá trị âm thì tích tiến vào trong. Ok chưa? Như vậy phép này tích tiến thì kết quả các em nhìn này. Đây, khi thầy này là dương, thấy chưa? Dương, âm đây không, dương ra ngoài này, còn âm vào trong. Nhìn được chưa? Ok, dụ 1 mm hoặc là 20 mm tùy mọi người. Ít lệnh này khi bấm OK xong nó tạo ra bản sao luôn, hai thằng riêng biệt. Cái lệnh này khác biệt thế nào? Bởi vì trong mình học chỉ có hình tròn, hình vuông thì các bạn mới Ctrl C, Ctrl F được thôi. Ví dụ như là đây là hình vuông, khi mọi người Ctrl C, Ctrl F, Alt Shift kéo vào thì đảm bảo bốn cạnh là bằng nhau. Hoặc hình gì? Hình tròn, đây là hình đặc biệt. Ctrl C, Ctrl F, V thì luôn định tiến. Nhưng ngoài hình này ra thì thầy có hình này, hoặc thầy có một hình ellipse
hoặc thì có một hình sao bất kỳ ở đấy, đúng chưa? Thì hình này ngạn cation C, cation F và giữ axit thì không bao giờ nó bằng nhau được, đúng chưa? Hình này cation C, cation F thì không bao giờ xích được bằng nhau được, bởi vì cạnh này không bằng nhau, đúng chưa? Ngôi sao này cũng thế, không bao giờ, thấy không? Thế thì chính vì thế lệnh offset mới ra đời xử lý việc này. Nhìn đây, đây cho ngày cho viền nó mỏng thì nhìn nó dễ. Stroke để 0.2. Đây chọn này menu gì, object lệnh path và lệnh gì, offset path. Lúc này thấy không, nó tịnh tiến mà chuyển cách đều nhau một khoảng không đổi. Nhìn thấy không, được chưa? Nhớ nhá, sau này ứng dụng rất nhiều, ứng dụng rất 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 nhiều cái lệnh này vào trong thực tế, bài tập mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Hình ngôi sao cũng thế, cộng gì tí nữa sẽ chữa cái bài đấy. Rồi thì như vậy mọi người hiểu lệnh offset path chưa? Rồi thế quay lại bài này để nó sẽ làm mọi người xem. Như vậy bài này làm chuẩn, ta sẽ làm như sau. Để tạo hình của bạn Thắng ở đây, rồi lọc ở đây rồi. Thì giờ tôi làm đúng tư duy hình học. Đầu tiên là tôi thấy thì hai hình này là hai hình tam giác lật đối xứng với nhau. Bản thân tam giác này sẽ có hai tác lồng vào nhau và cách đều một khoảng không đổi. Như vậy tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ hủy màu viền để màu tô màu nào đó bất kỳ. Tôi vẽ tam giác giữ shift cho. Sau đó tôi select lại và menu object lệnh path và lệnh offset path bật lên để xem. Giờ bấm tôi lên xuống để delay nó. Ok. Và thực tế nói hai thằng này gì đấy là gì đấy, nó đang làm đè lên nhau, đúng chưa? Nhìn thấy không? Và chọn hai này lệnh gì ấy? Minus fan cắt bỏ phần giao nhau tra trường hợp nhờ trên cắt dưới xong. Lúc đấy Thắng đây, lúc đấy đến đây vừa rồi là động tác vừa rồi là đều làm như nhau hết, tốn từng người thao tác. Nhưng thao tác này sẽ Thắng sẽ làm thử hơn này. Thắng sẽ chọn này, Thắng cắt chân C đúng không? Đúng không? Không, Thắng cắt chân S, Thắng có gì ạ? Xoay trở lại rất nhiều thao tác. Như vậy là gì? Đếm thử nhá. Như vậy là gì? Cắt chân C này, cắt chân S rồi xoay ba thao tác. Đúng nhỉ? Nhưng chúng ta đã quên mất học ở buổi trước công cụ gì đấy? Lật. O. Kéo xuống giữ shift luôn. Nhờ. Kéo xuống shift giữ thêm gì? À. Đúng nhỉ? Đó là lật. Hiểu thêm nhỉ? Thì đó chính là tư duy mọi người phải học, đúng chưa? Quan trọng là bước bất thật tiểu thì chỉ hai thao tác thôi, chọn lựa phát o lật luôn an ship, có khi một thao tác trong một thao tác có gọn luôn, đúng nhỉ? Thì đấy là giảm thiểu thao tác. Đến đây rồi chúng ta sẽ phải làm như này. Thì với bạn Thắng, bạn đấy copy được hai thằng ra như này, một thằng đục thùng. Chẳng qua là bạn muốn gì ạ? Muốn lấy cái phần giao nhau của tất cả giao điểm này, đúng chưa? Thế thì khi lấy những giao điểm này thì do là gì ấy? Đây thì biểu bằng này, bạn làm như này, lấy phần giao nhau, một thằng lấy phần gì rộng như nhau, đúng chưa? Sau đó bạn đưa này vào đây, thì chính vì việc điều ở đây khi thể lệnh gì, lệnh cắt thì nó bị hở một khoảng delta cho nhìn thấy, cho nên khi hàm với nhau sẽ bị hở, bị mất điện và không nối được nhau điểm. Và trên thực tế nói thì đây là tư duy ghép hình. Còn tôi thử thấy như sau. Rõ ràng cạnh này bên trên, xong là cạnh này bên trên, lên trên. Như vậy rõ ràng là Cái phần bên trên này nó sẽ cắt, nó sẽ làm đè lên cái phần gì, cạnh dưới này. Thì rõ ràng là Thắng đã lấy phần giao nhau ở phần này, đúng chưa? Nhưng mà ở trong Illustrator, khi các bạn lấy phần giao khít này, các bạn phải lấy rộng ra. Ví dụ tôi sẽ xác định là đầu tiên tôi sẽ thấy gì, cái cạnh dưới này, cái ngang này nó sẽ bị một cái thằng ôn giống hình như này cắt bỏ. Hình dung như này này, có phải là cái cạnh này này, đúng chưa, nó bị cắt bỏ bởi một cái thằng hình dạng như thế này, đúng chưa? Cắt bỏ cái thằng xanh này với cái cạnh này, cắt bỏ đi thì cạnh này nó bị mất giữa này, đúng chưa? Thế như vậy tư duy gì,
là tôi sẽ lấy hình chữ nhật, tôi sẽ bao quanh cái phần giao điểm này thừa ra, bao cái thừa ra gì cả với hai phía, cả với phần ngang, phần chiều cao là bao trùm hôn này đúng không, và cái chiều này cũng bao trùm cả hôn này, nhìn này, vẽ là bao trùm cả hai thằng luôn, nhìn chưa, thừa ra tôi sẽ bao trùm phần giao điểm của nó. Đấy là lý tưởng của thầy, bởi vì lấy sát sẽ bị ăn đòn, lấy sát sẽ bị cắt khỏi delta ở đó. Đó thì ý tưởng thầy như vậy. Thế thì vào đây thầy sẽ làm như sau, thầy chọn chữ nhật màu nó ỏ cho dễ nhìn, rồi và thầy bao các phần giao điểm của ba cạnh này, tại vì thầy chỉ là ba thằng thôi. Mục đích là gì? Đích là thầy đang muốn lấy gì đấy, lấy phần giao nhau của ai, của ba thằng này với gì, với tam giác này đúng không? Bởi vì nhá, có phải là vào đây, có phải là cái thằng con này lấy giao nhau của ba thằng này với gì, tam giác này thì tam giác này có cạnh này lòi lên trên, ông này lòi lên trên, ông này gì lòi lên trên, đúng chưa? Để làm gì? Lấy phần giao nhau, để lấy phần giao nhau được gì? Đúng cái phần này này, phần này để gì, cắt bỏ thằng gì, tam giác bên dưới này. Thì như vậy là gì, tôi được rồi, thì bài toán đưa về gì, là lấy phần giao nhau giữa gì, giữa ba hình chữ nhật màu đỏ cam này với hình tam giác gì, tam giác xanh này, được xanh cho lên kệ đó, đúng chưa? Thì bài toán đưa về gì ấy, là phần giao nhau, đúng chưa? Nhớ lại buổi trước là lệnh intercept này bắt buộc bốn thằng có phần gì, phần chung. Nhưng thằng này không có phần chung, vậy chia làm gì, làm hai lớp. Lớp này là lớp gì, bên trên bài toán đưa về là chỉ có hai đối tượng thôi, lệnh gì nhỉ, object, lệnh gì, compound và make, nó mới hiểu thằng này là một, và chọn thôi này, đúng nhỉ? Và thích chọn thôi này ta phải copy cái cắt đi, vì khi cắt thằng nào thằng chính nó mất đi đúng không, thì cắt có thể cần sẽ cắt đi. Và ta được về lấy phần giao nhau giữa gì, giữa ba hình này với hình hôn này giao nhau, chuẩn chưa? Thì bây giờ có phải là tôi sẽ gì ấy, chọn hai hình này cắt bỏ phần giao nhau giữa hình này với hình tam giác bên dưới để lộ ra cạnh này không? Cái phần đè này thằng tam giác bị cắt đứt hẳn mà, như vậy gì ấy, cắt bỏ, hiểu rồi không nhỉ? Bây giờ cắt chân gì, ép thằng lên trên và cho thằng này lên một cấp. Sao? Có hiểu tư duy không? Thì rõ ràng là gì? Bài toán đưa về tôi chỉ một thằng này, một thằng này. Nhờ? Và khi các bạn đưa về viền thì vẫn chuẩn. Nhìn thấy chưa? Ok chưa? Viền đấy. Đúng nhờ? Thằng này cho đặc, lên trên đặc nó sẽ gì ạ? Không bị xuyên ra giữa nữa. Đúng chưa? Đấy, vân 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 vân. Còn nếu làm ký nữa, muốn làm ký nữa thì gì ấy, vẽ sáu hình gì, tam giác, làm cho cả hai thằng thì chia thành mấy mảnh, chia thành mấy mảnh nhỉ, sáu mảnh, ok không nhỉ? Thì đấy là tư duy mà chúng ta học là kiểu như vậy, đúng chưa? Thì đây trên này, trên xuống đúng không thầy, có bắt các bạn chưa nhỉ? Hai phát đấy là xong. Điều nó lại tư duy, các bạn làm cạnh nào cũng được, các bạn bảo không em thích em làm cạnh này được không, mà được cạnh nào cũng được, bảo không em làm cạnh này được, có khác gì nhau đâu đúng không? Chỉ là mình chọn thằng tam giác nào để bình địa lấy phần giao nhau, các bỏ thôi. Không phải khi các bạn gì đây, khi các bạn vấn đề này ở trong Twitter bị lỗi này, khi chúng ta chọn hình như này, đây như này, thế để bố bạn xem nhờ o là xuống rồi thầy sẽ hủy viền đi. Vấn đề như này, điện tử nó bị lỗi này đương nhiên theo một mặt khoa học nó bị như này, khi các em lấy như này, copy này con c lấy phần giao nhau, hiểu chưa, và lấy phần gì đấy rỗng nhờ. Khi mà em đưa này vào đây này, trông thì tưởng khít, nhưng khi đã cắt đâu rồi là mới bị hở. Cho nên khi cắt
các điểm mà nó nối nhau bằng các điểm này thì không bao giờ chúng ta cắt xít mà phải bao trùm lấy phần này để nó đảm bảo gì đấy, không bị mất một khoảng delta ở đấy. Do đường cắt, do lệnh cắt nó bị vẫn bị xé một tí ở đấy, mặc dù thì mắt thường không phát hiện ra, nhưng khi nối điểm vào nó báo lỗi là cạnh đấy nó không bị hở, nó bị hở cho nên nó không thể liền mạch được, thế cho nên là nó bị chết ở điểm đấy. Đây, ví dụ này. Đấy. Rồi này, chưa? Tôi thằng con này, ba này. Đây, thằng này. Xin G. Ngày là một, hàm vào nhau. Được. Thằng này. Với thằng này. Thấy chưa? Đúng chưa? Lúc được đúng. Thế nên chính vì cái việc cái lệnh này nó sinh ra lỗi như vậy, lỗi này thì không can thiệp được, Adobe không can thiệp được. Đấy là do thuật toán. Cho nên khi chúng ta lấy phần giao nhau, cho nên gì ạ, bao trùm với nó. Chứ tư duy này rất là đơn giản. Đúng nhỉ, lồi lên thì phần này bị cắt đứt bởi cái hình dạng hôm này. Bởi vì lấy sắc, đâm ra bị sao, bị hở, chứ lấy dài ra. Đúng không, lấy dài ra thì đương nhiên gì ấy, nó bao trùm với cạnh nào cũng được, thích cạnh này hoặc cạnh này hoặc cạnh này, hoặc thích là gì, kiểu này, đúng không nhỉ, kiểu này và kiểu này đều được, hiểu chưa nhỉ. Tư duy bài này chỉ được như vậy thôi, và thầy chỉ được cái lỗi rất đơn giản là khi lấy phần giao khác nhau, lấy phần trích phần giao, cắt bỏ phần giao nhau thì nhớ nó sẽ trở thành trường hợp là khi các bạn lấy đối tượng nó khít chặt nhau và vừa cắt xong lại hàn lại, kiểu gì cũng bị hở. Thế cho nên là đối tượng, hai đối tượng đã cắt bỏ phần giao nhau hoặc trích phần giao nhau xong lại hàn lại mà lấy xít nhau như vậy, kiểu gì cũng bị dính. Thì đó là cái bài này tuy nó không khó về mặt tư duy nhưng nó lại bị lỗi về mặt hình học như vậy. Thì đó là cái mà thầy đang lưu ý các bạn. Thôi khi làm ấy, lấy rộng nó ra một tí. Nhớ. Cắt rộng ra hết luôn. Thừa ra. Tại vì cái phần giao nhau đã cắt để bỏ ra rồi, xong lại hàn lại và tiếp. Kiểu gì cũng dính điểm. Điểm nó bị vỡ. Giống như các bạn cắt thì điểm mút bị tách ra làm đôi. Một nửa ăn kia, một nửa ăn này. Tại vì không, đến khác đây này. Thầy phải thích đến dần ở đây. Kem gì nhá. Khi em chọn được cái, khi em vẽ hình tam giác để viền này thì phải viền mà định nằm ở giữa, đúng ở giữa không, giữa không, khi thực hiện cắt với giao điểm xít nhau như này, xít nhau như này thì có phải là khi em cắt hai cắt nhau đúng không, thì phải cái điểm này nó bị cắt làm đôi không, tại vì cái điểm nằm ở chính giữa là gì, một nửa độ dày biên ra ngoài, một nửa vào trong. Khi nó cắt thì nó cắt nửa gì ấy, nó cắt nửa điểm nút, có hiểu thì không nhờ, cho nên nó bị tách làm, điểm nút bị tách làm gì, làm hai nửa, đúng nhờ. Cho nên lúc nào mà thuật toán nó chuẩn thì nó lấy được hết cả điểm nút, lúc mà thuật toán nó bị lỗi nó còn lại bao nhiêu, còn lại một nửa điểm nút. Cho nên khi hàn làm sao nhờ, chỗ đấy bị hở một nửa điểm nút, cho nên đích thành đích gì, nó không hàn thành một khối được, vẫn để một cái viền ấy, bởi vì do gì ấy, vẫn còn nửa điểm nút. Khái niệm nửa điểm nút đã sinh ra bởi thuật toán học. Cái này là cái lỗi rất cơ bản. Đấy, cái này thì Arduino đến bây giờ vẫn không chưa khắc phục được. Bởi vì do gì, chúng ta để gì ấy, bấm vào đây thì hai điểm này đấy, nhìn thấy chưa? Nó chung điểm này nhưng mà một nửa trong một nửa ra ngoài, khi cắt điểm nút chia đôi. Được chưa? Đấy. Giống cái kiểu như này, đi học sau ví dụ là điểm này phải cắt ra. Đây là một điểm nút đúng không? Nhưng thầy cắt ra thì lúc này có thể là điểm nút này là chia gì? Hai nửa. Đúng không? Hiểu không nhỉ? Kiểu như vậy. Nhá. Thì bài này không khó nhưng về tư duy hình học là nhớ cái kiểu bài cứ lên lên xuống này thì nhớ vấn đề là tìm phần giao nhau, hình dạng phần giao nhau để cắt bỏ phần bên dưới. Ok chưa? Bài này không hề khó. Nhá. Thì đó là bài thứ nhất. Bài này thì rất là dễ. Buổi trước học điểm, học lệnh Joypad rồi đúng không?
Cao Thiên Duy học rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thế thì đây bài luôn. Thế thì bài ly cốc này thì rất đơn giản, ta sẽ chia đôi ra, nó là một nửa, vẽ một nửa thôi. Thế mà chúng ta dùng pen tool cũng được, mà ta thích dùng cái lệnh này cũng được. Nhá, tôi sẽ dùng vẽ bình thường mọi người xem. Tôi vẽ một nửa cái ly thôi, từ đây tới đây. Được chưa? Dụng cụ gì ấy? Arc tool, tôi vẽ điểm nút này xuống lên đây. Được chưa? Nửa mà, cho tôi vào đây. Nhìn 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 chưa? Hay phết. Nhờ, vẽ nửa còn lại như này. Có được không? Được. Đúng nhờ. Ok. Nhờ, vẽ chơi bời tí ra ngoài tí, vì so được ra ngoài tí. Rồi, nhìn bảng đã. Sau đó gì đấy? Công cụ gì? Là xem bần, tôi vẽ đến đây. Tôi vào đến đây. Cho bằng này đi cho máu. Được chưa? Thì nhìn bảng đây có phải tôi đang có mấy đoạn? Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn và bốn đoạn. Thì lúc này tôi gì ấy? Tôi dùng lệnh hàn điểm nút, tôi do điểm nút vào. Thế thì điểm nút tôi phải dùng cụ gì? Direction tool. Khi tôi quét thế này là tôi chọn hai điểm nút. Đúng chưa? Tôi quét là chọn hai điểm nút. Và trong Illustrator tôi menu effect, menu object, path và lệnh gì? Rồi. Thì ta có lệnh đó là menu object nhớ và lệnh path và lệnh join. Đây là lệnh hàn hai điểm nút bằng đường thẳng. Nếu hai nút mà chập chập vào nhau thì đương nhiên gì ạ, nó hàn điểm. Còn nếu cách nhau, nó hàn bằng một đoạn thẳng nối giữa hai điểm. Ok chưa? Như vậy lệnh menu object, lệnh path, lệnh join này là lệnh hàn điểm nút bằng đoạn thẳng. Các em nhìn đây. Thì bố mọi người xem này, giả sử như thầy vẽ như này, một đường đây, một đường như này, nhớ, mà thầy chọn cụ A, chọn đỉnh này giữ shift, chọn đỉnh này, menu object, path lệnh cut G, rồi nối thầy đỉnh thẳng ngay, được chưa? Nhưng nếu mà hai thằng trùng nhau thì đương nhiên gì ạ, nó nối đỉnh với đỉnh luôn, cut G, gì, được nhờ? Thì bài này chúng ta sẽ gì vẽ cơ bản, và đường thẳng có đường gì, arc tool, như vậy A cho hai điểm này cắt chân gì? Gì nhờ, cắt chân gì? Tại vì nó là lệnh hàn đỉnh mà. Phải ghi ở vở lệnh gì ấy? Lệnh hàn đỉnh, tức là do cái điểm nút vào nhau. Như vậy bắt buộc phải gì? Không muốn đen được mà đối tượng làm việc của lệnh này là gì? Là đỉnh, là ăn cho, là điểm nút. Nhớ nhá, lệnh này đối tượng làm việc là gì? Là các điểm nút. Chứ các em phải chọn gì? Tối thiểu mấy điểm nút? Hai điểm nút. Không, tôi dưới lệnh khác. Học sau. Nào nhìn bảng thì làm lại này. Được chưa? Đến đây này. Cho hai đỉnh này. Khi mọi người kéo này là chọn hai đỉnh của hai đối tượng khác nhau. Cắt chân gì? Gì? Cắt gì? Xong rồi. Đến đây nửa rồi thì gì đấy? Lực đối xứng vào gì? Và nhân bản. Chọn đối tượng này. Công cụ O. Đặt tâm đây này. Kéo sau này giữ ship, giữ an. Đúng chưa? Cái ly đẹp hay xấu do bạn gì ạ? Chỉnh cái này. Thầy làm ẩu với bạn nhanh thôi. Do hai điểm đánh nhau cắt chân gì? Gì? Cắt chân gì? Xong chưa? Đến đây thì đổ màu quá dễ dàng biết. Đổ màu khác được. Đến đây phần này thì ấy, tôi sẽ cắt phần giao nhau. Đúng chưa? Thế này mọi người thể lấy pen tool đi cho nhanh. Nhờ vẽ hình tự do bạn vẽ. Không vẽ nào các bạn vẽ thủy. Thầy vẽ thủy này đi. Đúng chưa? Gọi là cái bóng ấy. Được chưa? Màu khác. Thế thì đây, khi chúng ta tiền lệ phần giao nhau thì phải mất đi. Phải copy mà Ctrl C. Phần gì ấy? Chiếc phần giao nhau. Ctrl B thằng kia ra phía sau. Đúng chưa? Và thằng này tôi đổ màu đi. Nhờ và ta được màu màu gì đậm hơn, được xanh này hạn y hay xanh hơn cho đậm hơn, được chưa? Nhưng vấn đề này có viền này, hai cho viền lên thì nó bị như này, bởi vì sao? Viền đổ từ giữa ra, vậy ngay là hắt đi, hắt từ bên này vào trong thì không bị. Như vậy bên stroke và lại gì ấy,
Align stroke to inside nhỉ, hoặc là outside nó đẹp hơn nhỉ. Outside hất đi ra ngoài biên thì không bị left phần này, có hiểu thế không nhỉ? Thế là xong. Có cái này dễ không? Cái này dễ, khỏi demo. Phát thì xếp thì đây á, ví dụ này gì đang vẽ này gì xích bích thôi, xích bích là hoán đổi gì đấy, viền và một tô nhau mà. Cái này á, cái này em vẽ bình thường thôi đây, cần gì vậy đây, em vẽ hai ellipse vào xong nhỉ. Cho nó màu trắng. Bóp mèo vào tí cho vui. Chung mà to hay đẹp dẹp cho bạn thôi. Thằng này đi. Thực ra cái tụ điểm thế là muốn dùng này cho bạn gì ạ? Các bạn hình dung các bạn dùng lệnh cho nó quen đi. Ê, các hai cái lấy phần giao nhau xong. Đưa đây SCT nhỏ lại. Đây thì là bẩu thôi. Thế đây giảm đi, giảm trong suốt. Thế thì ở đây khi các bạn nhìn xuyên thì một chút thì học với gì ạ? Đến gradient đúng nhỉ? Đúng chưa? Gradient tool. Thế ở đây chúng ta không cần không nên gì ạ? Phải gradient tool để tiếp trong suốt. Mà chúng ta sẽ có bảng sau. Khi mà bấm chọn đối tượng này thì ta cũng có một bảng giống như bảng layer ở bên Photoshop. Ta có bảng sau đây, đó là bảng transparency. Đây là bảng sẽ thiết lập cho các bạn toàn bộ. Ta có bảng menu window và bảng transparency. Ctrl Shift F10. Chưa, bảng này hay lắm. Bảng này sẽ quản lý độ trong suốt và chế độ hòa trộn màu. Đây, khi các em bật bảng transparency lên, đây, bảng này là bảng quản lý thì đây, độ trong suốt và chế độ hòa trộn màu. Transparency, ông này chuyên quản lý độ trong suốt và chế độ hòa trộn màu. Còn chưa, đây, em nhìn này, khi chọn đối tượng này lập tức bảng transparency hiện lên. Và trên bảng này sẽ có gì đấy? Opacity ngay. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Nó giống như bảng layer đúng không? Photoshop này, bảng layer Photoshop cũng có gì đấy? Opacity có gì? Chế độ chọn màu. Đúng nhỉ? Rồi, bảo vệ chọn dụ như 30%. Ok chưa? Đúng rồi. Ok nhé, bài xong nhé, bài không khó. Bài ôn lại gì ạ? Nối điểm. Bài sao này. Buổi trước dậy chưa nhỉ? Để mua bài sao dần rồi. Công cụ gì nhỉ? Lipipakit. Lipipakit là bài môn này cho máu. Ngôi sao là ngôi sao của Việt Nam. Chơi giữ gì? Anship. Nhờ để cho nó thẳng, vuông góc. Được chưa? Sau đó thì đây, vẽ đường thẳng và L nhờ, Enter luôn. 360 chưa mấy? Chưa mấy? Chưa mấy? Chưa 5. 5 cánh nữa mà. Copy. Được mọi người. Được chưa? Sau đó tôi sẽ chọn đống này. Tôi giảm sắp đỉnh cho đỡ kinh. Được chưa? Cho lúc này trừ ngôi sao ra. Và tôi đặt cái tâm này vào giữa này. Bộ nó múp vào. Đấy. Chính xác 100%. Chuẩn chưa? Và hủy tất cả một viên mô đi. Mô tô lên. Nhờ. K. Liber Pocket. Đúng không? Và tôi chọn bầu bất kỳ tô tô. Trước khi đập này, công cụ gì đấy?
Rút xây dựng Doom. Tôi chọn đúng ngôi sao cạnh ngoài này. Cho viền đi lên. Nhờ. Viền này tôi đổ ra ngoài. Outside ra ngoài. Cho 0,5 thôi. Không chưa? Thế là xong. Bây giờ tôi muốn gì? Tôi muốn X gì? Expand. Nhờ. Thách được. Đây học rồi. Nhìn đây. Đây xong rồi đúng chưa? Đúng không? Lệnh gì đấy? Expand. Hôm nay ta là gọi là expand, expand để đập hiệu ứng. Tại vì do mình sẽ đập gì đấy? Cả hiệu ứng expand xong chưa? Sau đó gì đấy? Expand nữa trong căn chân gì? Căn ship g nhiều lần vào. Đấy. Dã hết. Rồi dã viền á? Em muốn dã viền ra. Tí nữa học lệnh dã viền. Dã viền phải cắt, viền không biết, viền là không biết đâu. Muốn cắt được viền ra thì ta phải cắt ngay về trong. Ok chưa? Tí học lệnh cắt 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 viền ra. Giờ lệnh bài này có ai làm được chưa? Lên đi, hiệp hiệp sĩ lên máy thể. Hôm nay làm bài tập té loe cho hiểu thật sâu vào, học thật nhiều vào. Hiệp rất khóa công cụ Abratun. Thầy làm thì không bao giờ có thể quan tâm Abratun luôn. Cái quẩy về đi. Ờ, ok. Bài này là hiệp định xây dựng từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong? Vừa hiệp cứ làm theo ý của hiệp đi. Rồi thầy phân tích. Nhớ là thầy cái buổi đầu tiên đúng không nhỉ? Thì phân tích bài toán đưa về. Nhớ thầy đầu tiên đưa bài toán về phát về bài toán gì? Bài toán tối giản nhất. Đúng nhỉ? Đưa về tối giản là gì? Là đưa về quy về một hình hoặc hai hình tối giản nhất. Đúng nhỉ? Thì như hiệp làm này là anh hiểu là hiệp đang làm từ ngoài vào trong đúng không? Thế là hiệp thấy bị hở đúng không? Đúng không? Chính thế thì bị hở là đương nhiên. Tại vì khi hiệp làm từ ngoài vào trong là hiệp sẽ bị chết thì bị hở. Bài toán là đưa về gì ấy, là sâu tận cùng, nhìn sâu hình cuối cùng thì nó chỉ sinh ra từ một hình duy nhất. Đúng. Làm từ trong ra ngoài. Còn lên làm từ ngoài vào trong vẫn được nếu là thầy. Còn đến giờ các em làm cái gì thì bị hở. Không, bây giờ hiệp cứ nghe hiệp cứ làm theo cách của hiệp đi. Tí nữa thì anh sẽ giữ rồi hiệp thấy ngay tại sao như vậy. Thì hiệp cứ làm theo cách của hiệp để anh xem mà hiệp làm như nào và hiệp xem mình lỗi là tại sao mà không khít vào nhau được. Thì anh sẽ chỉ cho cái lỗi đấy. Rồi. Chỉ được. Lật sao được? Lật là đối xứng. Còn nếu em ngang em phải xoay. Đúng không? Đang bị lẫn công cụ. Cái này là phải xoay chứ không đặt được.
sinh nhật pop pop vào đấy. Rồi chỉnh thế sao mà hai cạnh nó song song với nhau được. Được đúng không? Cái khó đúng không? Nếu mà làm theo kiểu của Hiệp, nếu làm theo kiểu Hiệp thì rất là mất thời gian mà nó không chính xác. Thì đúng không chính xác thật. Tại vì nếu mà kéo thì Hiệp ấy thì chắc chắn là nó bị lệch. Tại vì các cạnh nó không, nhất là không song song với nhau. Thứ hai là không ra được góc 45 độ. Bài này em làm được chưa? Hiệp về chỗ cho thắng lên cứu nét. Làm về phân tích. Thầy thích khóa mọi người lên làm. Cứ làm đi mạnh dạn, không phải ngượng, không phải sợ gì cả. Mỗi người tư duy mà cùng nhau thảo luận. Cách của Hiệp thì cũng ra được nhưng mà sẽ vất vả hơn. Tại vì phân tích phải hình 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 kia, Hiệp thấy không? Số thấp đấy bản chất là hình vuông. Đúng chưa? Và mỗi đường chéo là một góc 45 độ. Cho nên Hiệp mà Hiệp kéo như vậy thì Hiệp phải thỏa mãn được hai điều kiện. Một là hai cạnh phải song song với nhau ra hình bình hành. Và hai cạnh đấy phải tạo lên một góc thì 45 độ. Thì việc đấy nó sẽ tạo cho Hiệp rất khó khăn. Và như anh đã nói ở bài trước ấy, khi xây dựng hình em nhớ bài đầu tiên hình tam giác à, hình phi tam bit không, quan trọng là phân tích hình học phân tích hình trước á, và quan trọng là hình này thì mình sẽ làm trong ra ngoài hay ngoài vào trong thì nó quyết định là bài toán đi như thế nào đấy. Và nhớ anh dặn là giống như học toán học ấy, là em phải lược đưa bài toán phức tạp về bài toán tối giản nhất đó, tìm ra được cái hình mà mấu chốt để ra được, để làm được cái hình này nó là hình gì thì em sẽ thắng. Rồi. Em bị, em làm bị thế à? Đại làm được không? Rồi, đi thầy phân tích bài này nhá. Thực ra bài này các em nhìn thầy tức là học cái buổi này thì mọi người lại quên hết bài 1 và thầy nói lại bài 1 để mọi người xem.
Trước tiên làm bất cứ gì thì các em nhớ thời gian là đang nhìn vào hình hình học đã. Mọi hình học đều có cấu trúc. Hình này ạ, bản thân tổng quát ra số cộng đúng không? Đúng chưa ạ? Số cộng. Và nhìn sâu hơn vào cái viền động của nó được cấu tạo lên bởi hai hình chữ nhật vuông góc với nhau. Đúng không? Hình nhật này và hình nhật gì? Này. Được chưa? Như vậy từ số cộng nhìn cứ tưởng vuông vức. Như thế là gì? Ta bảo là hình nhật. Nhìn sâu hơn nữa ta thấy gì ấy? Các hình bình hành bên trong. Đúng chưa? Số cộng này nó tạo lên một góc gì bao nhiêu? 90 độ. Và cái đường chéo này nó sẽ phân luồng bao nhiêu? Góc 45 độ. Như vậy bài toán đưa về gì? Tôi chỉ cần tạo ra một hình bình hành có một góc xô nghiêng bao nhiêu? 45 độ là tôi xong. Vậy bài toán sẽ đưa về đọc một cái bài toán nhất, đó là xây dựng được hình bình hành với góc xô nghiêng là 45 độ. Thế là xong. Và bài này xây dựng từ trong ra ngoài. Nhìn thầy làm. Tôi vẽ hình chữ nhật bất kỳ hay vuông bất kỳ tùy mọi người, hình nào cũng được, không quan trọng là lớn hay nhỏ. Tôi chỉ tâm là gì? Là xô góc bao nhiêu? 45 độ là tôi thắng. Như vậy công cụ gì đây? Siêu tool, enter. Bao nhiêu? 45 độ. Đúng không? Đúng chưa? Lớn hay rộng, bự hình này là dài hay là ngắn tôi không quan tâm. Bởi vì dài hay ngắn nó có được gì? Đến chiều dài rộng của hình gì? Hình chữ thập. Được chưa? S gì? À, enter, không S gì, công cụ gì? Siêu tool. Chọn cụ siêu tool vào bấm đi. Enter. Điểm bao nhiêu? 45 độ cho cả hai trục. Ok, xong rồi. Thế thì bài toán đưa về như sau. Tôi chọn cụ này, O đặt đúng đan cho điểm này, kéo xuống bình thường, không phải lo lắng gì cả, kệ nó. Lúc này mới giữ gì? Giữ ship. Lúc này mới giữ gì? Giữ an. Ok chưa? Chọn hai thằng này, O đặt tâm ở đây này, kéo bất kệ thôi, giữ ship, giữ an. Nhờ cho hàm này L xoay rồi mới giữ gì? Giữ ship rồi mới giữ an. Xong. Tôi vẽ hình chữ nhật bắt đỉnh. Chỉ vẽ viền thôi. Đúng chưa? Bắt từ đỉnh này xuống đỉnh này. Bắt từ đỉnh này xuống đỉnh này thôi. Bắt điểm chưa? An cho lên đây. Dính chưa? Chọn hai chữ nhật thì hàn đi. Là một. Tăng độ dày viền lên. Cho gì? Hất ra phía ngoài. Khóa vào trong đi, được. Được. Hất thì ra hất một nửa ra ngoài trong, được. Thế là xong. Tiếp gì đây? Bò góc. Xong. Chỗ này trắng thì đổ gì? Ca nhanh vào, nhưng mà nó đang gì? Từ hình gì? Từ một hình. Hình bình hành. Đúng chưa? Bài toán được về phân tích rõ ràng là gì? Tôi xem ở lằng nhằng kỳ thật mà nhìn sâu vào hình là một hình bình hành. Có bao nhiêu? 45. Khi các bạn xô đồng góc 45 độ thì đảm bảo nó khít hình. Đúng chưa? Còn nếu góc này không phải góc 45 độ kiểu gì cũng hở. Ok không nhỉ Hiệp? Như vậy nhớ anh thích bài toán này, hãy nhìn sâu vào nó để xem nó quy về hình gì. Nhớ. Và nhớ phương pháp của anh là phương pháp gì? Bóc tách từ hình phức tạp đưa về hình gì? Cơ bản. Quy ra cùng đó là hình cái gì? Đúng nhỉ? Và cuối cùng với hình này thì làm từ trong ra ngoài, hai từ ngoài vào trong, trên dưới hay từ dưới trên, đúng nhỉ? Quyết định đến bài toán này. Và đến bài này, bài này thực ra nhìn thì nếu mà bình thường mà không chú ý ra rất khó, nhưng bài này nó liên quan đến một vấn đề rất lớn, đó là nếu như các em xây dựng một hình con thoi giống như hình gì đấy, bài Mitsubishi nhá, thì việc tạo ra cực kỳ vất vả bởi vì nó không đồng tâm. Và bài này nó nói lên một cái tính năng, hay nói khác là sự đồng nhất của công cụ vẽ hình ngôi sao. Bởi vì bài vẽ hình ngôi sao nó giải quyết bài này cách nhanh chóng. Bởi vì làm thử đây, nếu như các em bảo em làm như trước thế giới em là vẽ hình gì? Vẽ gì nhỉ? Vẽ hình con thoi. Nếu bài Mitsubishi nhỉ? O đặt tâm ở đây, đặt xuống. Hai hình này gì ấy, hàm vào nhau. Cho dẹp vào, dự an cho dẹp vào. Đúng chưa? Dẹp vào nhưng mà hình tâm với nhau. Nhưng mà hai hình này hỏi có tạo. Hai hình này tôi to tạo ra đúng không? Hỏi là
cái cạnh này có nghiêng được 45 độ không? Thì ta sẽ test thử như sau. Bật Ctrl R lên, thước lên. Đúng nhỉ? Ta kéo đỉnh này. Ta kéo đỉnh này, ta kiểm tra xem. Được 45 độ không? Không. Đúng không? Bởi vì cạnh này này. Cái cạnh này có chưa 45 độ không? Thử nhá. Cho ngang. Và tôi xô một góc, à xoay một góc 45 độ. Đúng không? Nên tôi đưa đây là đã không đúng rồi. Có hiểu thế không nhờ? Chứ nếu bài toán mà đưa về em thấy đơn giản, bài đơn giản, nhìn đơn giản. Em vẽ hình gì? Vẽ hình con thoi. Vẽ đi. Nhưng con thoi cái cạnh này phải đảm bảo bao nhiêu? 45 độ cơ. Và thế thì em làm này. Em chơi mẹ em để đây, em sẽ nắn con này như này. Ờ, mình nắn đi. Cho vào đây. Hiểu không? Sau em nắn con thoi này, em giữ an. Cho to ra như thế này. Có hiểu không nhờ? Thế đây là hình gì? Đúng không? Có hiểu thì không nhờ? Hiểu không? Các bạn nắn cả ngày không ra được hình thoi giống hình như bên này. Có hiểu thấy không? Thì đây, cái bài này, nếu như các bạn làm theo kiểu như bài toán về đối giản thì sẽ không làm được nó. Đến bố thầy không làm được, bởi vì nó vẫn bị hở. Thế bài này nó nói về, đó là cung, nó nói về tính đối xứng và tính đồng nhất, đồng tâm của công cụ Statun. Hình ngoài này là một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, một cạnh, tám cạnh. Vẽ ngôi sao, đây là 5 rồi. 6, 7, 8. Khi vẽ này, giữ shift. Và khi mọi người giữ an, thì nó sẽ đưa cái đường dòng đầu tiếp ra phía ngoài. Nhìn thấy không? Đừng giữ shift ra như này. Được chưa? Giữ shift ra như này. Nhưng giữ thêm an, nó đưa vào dòng đầu tiếp ra phía ngoài để vuông góc. Nhìn thấy chưa? Tính đối xứng chưa? Ra luôn. Hiểu không nhỉ? Rồi. Thì với hình này, ấy, thì thầy sẽ làm từ trong ra ngoài chứ không phải từ ngoài vào trong. Đầu tiên hình này gì ấy? Hình ngôi sao bao nhiêu cạnh đây? 8 cánh, chính hắn luôn. Nhìn thấy chưa? Nhìn không nhờ? Thế tôi vẽ ra, giữ ship vẽ ra này để nguyên thế. Kệ nó. Nhớ. Màu gì đây? Màu đỏ. Và tôi gì đây? Tôi phải xoay cho trở lại gì ấy? Vuông góc. Đúng nhờ? Thế làm nào? Khi mà vẽ hình ngôi sao này, các bạn giữ ship cả ngày không được thẳng được. Nhìn thấy không? Không được thẳng được. Các bạn vẽ tự do thôi. Sau đó các bạn gì đấy? Kéo gióng ra. Được. Và hai đường này phải gì? Phải trùng nhau được. Cho đường này L là tâm ở đây. Ơ dùng Photoshop là lại nhá. Các bạn sẽ làm như sau. Bấm phím này, menu view. Và lệnh gì đấy? Ctrl L ở đâu nhỉ? Ruler ở đây. Giống ở bên Photoshop, Ctrl R là để bật thước đo. Và bật thước đo là gì? Để kéo đường gióng. Các em nhìn bảng nhé, đây. Khi thầy vẽ này thì tưởng chừng các mắt thường tưởng là ngon, không ngon đâu. Kéo đường gióng ra nhìn này, rất khôn. Kéo đường gióng ra, cho vào an cho. Được chưa? Và thẳng hàng khi nào? Khi đỉnh này cùng với chưa một đường thẳng. Vẫn chọn đối tượng này, E là tâm đúng điểm mà an cho này. Sau đó cầm điểm nút này, dí chập vào đây. Có hiểu không? Xoay. Như vậy hai thằng nằm trên gì? Đường thẳng rất là gì? Vuông góc. Hiểu không? Xong rồi. Đến đây xong rồi. Đến đây tôi sẽ vẽ đường thẳng. Đừng nút nhá. Ý tưởng như này. Vẽ xin nè. Đây thì vẽ các chân sôn rồi. Ê, cho căn chôn ra ngoài chỉnh được tùy mọi người. Hay luận tùy mọi người. Ok chưa? Như này, lệch này đúng không? Thì muốn xoay lại thì đầu tiên ta sẽ kéo đường gióng cho bắt đúng điểm này ăn cho. Để thẳng ra thì có phải điểm này và điểm này sẽ được thẳng không? Đúng chưa? Thì bấm vào đây công cụ R đặt tâm đúng vào ăn điểm ăn cho này. Xóa các điểm nút này. Ra vào đây. Ok chưa? Để chính xác vuông góc thẳng. Thế bây giờ tôi vẽ gì đấy? Nhìn đây. Bao lệnh 2 tôi vẽ được hẳn đi qua đây. Nhờ. Màu đen. Và L, Enter. Ban đầu chim ấy. Chim ấy. Chim 8. Được rồi.
Và tôi chọn đúng ngày, trừ ngày ra. Và tôi kéo dịch lên trên. Trùng. Nhìn thấy chưa? Rồi, đến đây nó bị hở này do cắt. Đúng chưa? Và bây giờ lại rất hay này. Tôi chọn đúng ngày, trừ ngày ra, cho độ dày viền lên. Độ dày viền xác định gì ấy? Khoảng hở. Đúng chưa? Không phải 75 đâu là đẹp. Thế thì nhìn bảng đây bắt đầu khó này. Ở đây tôi đang có 5. Tôi có hai đối tượng, một thằng là sếp, một tô, một thằng là gì? Viền. Bản chất viền không bao giờ cắt được một tô. Nhớ nhá, trong Illustrator không bao giờ viền cắt được một tô và ngược lại. Chuyên để viền mà cắt được một tô, chúng ta phải đưa viền về một tô. Và trong Illustrator nó có một lệnh rất hay. Để sau đây mình đưa object pass vào lệnh outline stroke. Đi thấy nhá. Trong Illustrator ta có menu object. Menu object. Tìm đến path và lệnh outline stroke. Ghi này, lệnh rất hay. Outline stroke cho phép biến đổi độ dày viền. Cho phép biến đổi độ dày viền thành thuộc tính màu tô fill. Cho phép biến đổi độ dày viền thành thuộc tính màu tô fill. Như vậy là chúng ta phải thiết lập gì đấy? Thiết lập độ dày viền trước. Đối với sau lệnh này xong thì sao? Độ dày viền biến thành gì đấy? Thành dạng gì? Thành dạng shape và có màu gì? Có một tô là fill, à là fill chứ không phải stroke. Em nhìn đây. Thằng này gì đấy? Đang là gì vậy? Đang là gì đấy? Đang là stroke cho biến đổi gì đấy? Độ dày viền thoải mái, nhìn thấy chưa? Nhưng khi các em menu z pass và gì đấy? Đó là stroke, nhìn này. Vụt phát nó trở về gì? Đây dạng hình xếp này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Không phải là gì? Là stroke nữa. Hiểu không nhỉ? Lúc này các em thiết kế thiết lập stroke màu khác thì nó hiểu gì? Stroke ở bên ngoài này. Là stroke của gì? Phép của hình gì? Hình chữ nhật. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đúng nhỉ? Như vậy là rất hay. Đó là từ gì ạ? Độ dày viền. Nhớ. Và tôi biến đổi thành gì? Thành một tố để gì? Để đồng nhất xuống dưới. Lúc này mới cắt bỏ phần gì? Giao nhau. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Rồi. Bây giờ tôi vẽ gì đấy? Đa giác bế cạnh. 8 cạnh. Bắt đúng tâm này, vì tâm mà. Cái nữa. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Có hiểu không nhỉ? Mấu chốt là gì? Là đa giác và hình con sao đều là gì? Đều là hình gì? Đồng tâm. Có hiểu không nhỉ? Chuyên ra sao? Bắt chính xác khi vẽ đúng hình thoi bằng từ hình gì? Hình ngôi sao. Thì hình thoi này đảm bảo gì đấy? Đều. Chuyên khi vẽ đa giác 8 cạnh bắt từ tâm đúng chính xác 100%. Còn nếu không bắt lệch hết. Bởi vì do gì? Do gì nhỉ? Do hình thoi thôi nhỉ? Không chuẩn. Có hiểu không nhỉ? Thì sẽ bị chết. Cho ông dưới màu gì? Đèn. Xoay cái bạn. Bây giờ thằng này màu gì? Trắng. Cứ quên. Rồi. Hiểu không nhỉ? Ngon chưa? Lại tâm tiếp. Vẽ hình ngôi gì? Ngôi sao bắt từ gì? Từ tâm. Thứ gì? Unship. Nhìn thấy chưa? Có hiểu không nhỉ? Bài này rất hay. Phải nói rất hay. Đúng chưa? Viền lên. Tăng độ dày viền lên. Ok chưa? Cuối cùng hình gì đấy? Hình vuông thì quá dễ. Là cái dễ nhất trong bài này. Giờ phải hình vuông. Thầy hủy đi. Giờ L xoay 15 độ. Giờ đặt tâm đây này. Giờ cho xuống đi cho đẹp. Giờ xong rồi. Đây gì đấy? L giữ A là tâm. Nó phải có tâm. Chia mấy? Chia 8. 45 độ. Giờ
Sao? Thấy không? Bài này nếu không sử dụng công cụ Saturn các bạn sẽ không vẽ nổi đâu, bởi vì các bạn vẽ là hình thoi mà sao? 45 độ là điều gì khó khó. Đúng nhỉ? Bởi vì hình đồng tâm trên mọi cái đều gì? Đều bắt dính điểm với điểm hết. Có hiểu nhỉ? Còn nếu không vận dụng tính đồng tâm của công cụ Star Tool, công cụ gì? Polygon Tool thì bài này trở nên khó khó cực kỳ. Bởi vì bài đưa về bài toán gì đấy? Vẽ được hình gì? Hình thoi với đường chéo bao nhiêu? 45 độ. Chưa kể nó hở ra này nhỉ? Các bạn xưa là được hình thoi 45 độ vẽ được bằng rồi, nhưng mà cùng sau là gì ạ, với bất đoạn hở này cùng giao nó không thành một góc 45 độ lại hở tiếp, bắt ta giác vào không mất nổi, được chưa nhở? Thế cho nên nhớ thầy tính ứng dụng của công cụ gì ấy mà có hình tạo hình gì, hình đồng tâm và gì ạ, các hình đều nhau, thì nhớ thầy dụng tối đa các hình nào các bạn thấy là sao nó có tính đối xứng cao thì phải nhớ đến công cụ gì có tính đối xứng, có tâm. Nhớ thì bài này là một minh chứng. Được chưa nhỉ? Còn để đưa về hình thoi 45 độ cũng được thôi, nhưng tạ sẽ vất vả. Đúng nhỉ? Đó thì bài này rất hay điểm đấy. Và nhớ thầy một điều nữa, đó là thuộc tính viền sẽ không bao giờ cắt được thuộc tính gì bồ tô và ngược lại. Nhớ, hai thằng phải cùng gì? Cùng thuộc tính thì mới lại bắt Fader được. Ok chưa? Tiếp theo là cái hình gì? Hình này thì chính nghĩ không gì quá khó các bạn, nên thầy không sửa bài này về dễ. Đúng không? Bài cơ bản thôi. Như nào? Của thắng là từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong thì cũng được, nhưng đây là một trong các bạn nhá, thì sẽ bị hơi khó chút này. Đầu tiên là hình này trắng viền đen. Đây, nếu làm từ ngoài vào trong như này, tăng độ rời viền lên rồi thì tôi vẽ gì ạ? Đa giác tâm nằm ở đây, được chưa? Màu gì? Màu đen. Thứ cục vẽ ngôi sao. Dạ. Thực ra thì vẽ ngôi sao thì trả về nó cũ đã. Thực ra cũng được, không có gì khó cả, đúng không? Vẽ như này, giờ bắt vào cạnh này đúng không? Nhưng mà việc bắt vào là khó. Đây này, đây không phải thằng vẽ này đúng không? Đây, việc thằng bắt được cái này vào tâm là khó. Đỉnh đi. Thế em vẽ một cái đỉnh ra đi. Cái đỉnh ra đây á. Đây. Đây. Như này thì bắt nó là hơi khó đấy. Bên ngoài. Con chuột của thắng cái gì? Đây thì đây có thể vẽ như này, như này. Là không như thế. Đây, thằng nó kéo vào, kéo ra nào. Đây gì? Đi thế mà. Đúng rồi. Thế vậy kiểu này là hên xui. Cái bức này thì lại không control được cái con chuột. Đây là thằng bắt được thì làm được, nhưng mà với thầy không bắt được là làm kiểu kia. Gì? Không, tại vì hình ngôi sao là nó vẽ từ tâm ra mà. Yeah, ok. Cái hình này đưa bên mày thì không chơi vì nó dễ. Wow, đưa bên mày chảo hình thì chảo gì khó thì gì ạ?
cách hình gì cơ bản thôi đúng nhỉ? Điểm bền bỏ qua nhá, điểm bền mình dễ làm gì đúng không? Điểm bền chúng ta hình gì ấy? Chữ nhật, hình vuông bo góc đúng nhỉ? Bên này cắt, bên này thì này này vân, thì hình này dễ không khó thì thầy bỏ qua hình này. Đến bài 5 này thì sao? Đây, nó bị lỗi này giống đấy gì đây là do dùng lâu quá bị đâm ram tại vì thầy vừa quay Camtasia vừa quay camera có đâm ram hay bộ nhớ ra bật lại được có gì không bật vừa chạy cái gì chạy cả Photoshop nữa đấy máy thầy còn khỏe đấy tại vì sao khi em quay bằng Camtasia ấy nó mút kinh lắm. Xong rồi lại thêm ông gì webcam riêng nữa webcam này quay xong cũng 4-5 GB còn nặng hơn cả ông Camtasia xong lại gì ấy, ông Illustrator cho ông gì Photoshop nữa rồi ra 16 chắc là sẽ cặp thêm 2-8 GB nữa vào chắc là sang tuần là phải mua 2-8 GB cắm vào là thành hay là 16 cộng bao nhiêu cộng cả không thầy thầy cắm thêm 2 thanh 16 ấy ờ tại vì thầy có thừa 2 thanh tại vì đợt thầy mua máy thì thầy chỉ cắm mỗi 2 thanh 8 thôi bây giờ cắm 2 thanh 16 thành 32 cộng một cũ nữa chứ không thì phải mua 4 thanh 16 nhưng mà phải đẩy được 2 thanh 8 vào đi cơ lại lấy bưu điện bán ram. Bài năm này chắc là không khó. Bài năm này các bạn làm được không? Dễ đúng không? Vẽ một cánh được không? Cong này vẽ cánh cong vẽ dễ không? Dễ mà. Phải vẽ bẹn được mà vẽ bằng tam giác được. Tùy mỗi người. Bài toán quy về gì ấy? Vẽ một cánh. Sao gì đấy nhỉ? Chia mấy? Chia 5. Rồi tô màu gì? Màu chuyển. Cái này đơn giản. Các bạn nào mà cảm thấy khó quá thì vẽ pen. Còn không thì vẽ tam giác. Rồi. Thì muốn em xây dựng hình thôi. 1. Được chưa? Thế thì lúc này tôi sẽ nhân bảng này ra đây. Thế là giữa 1 tỷ. Rồi. Thôi mọi người. Xây dựng hình thôi mà không thì khó đâu nhá. Hình này tôi sẽ gì L tôi xoay như này đại khái không cần giống thầy đâu rồi xong hình này tôi sẽ làm như sau tôi đưa A ở hai cạnh này tôi kéo dài ra rồi tôi hủy màu viền đi à màu tô đi màu viền này rồi đến đây là xong rồi đấy. Nhờ tôi cho tam giác này lên bắt đúng cái điểm này thì ra xây dựng hình thôi mà và điểm này trùng điểm này tại vì sao hai điểm này trùng nhau mà nhìn đâu chỗ này này nhờ còn nhớ thời gian đâu chọn cụ này chọn điểm này đi chọn hai điểm này luôn nhớ này không nhớ cái này không còn nhớ nhờ khi chọn điểm này gì ấy xuống đúng nhỉ uốn nó bất kỳ các bạn thể dụng đưa về này được uốn nó nhỉ các kiểu và các kiểu như này uốn này đây là gì nhìn thấy không nhỉ đây là thể muốn các bạn tận dụng gì đấy tận dụng các cái công cụ của nó để các bạn làm cho nó ngon thôi đây thằng uốn này thì kéo này ra đúng chưa? Con dấu này đi ấy đây ra nhờ ông mà lên trên đây đi ông này nhờ đến đây rồi mọi người muốn làm là mọi người làm đúng chưa? Đây, đây này. Nhưng vấn đề là khi các bạn tạo hình ra tạo tam giác thì sẽ vất vả hơn đúng chưa? Mất nhiều thứ nhưng mà thầy muốn gì ấy các bạn thể hình dung gì ấy nó từ hai hình tam giác và bạn gì ấy phải nuốt nó về đến đây hả chọn cụ này nhờ
Thức này khi bạn uống nó thì khi giữ a nó thành nhân bản mất. Thế thì khi uống nó ở cái cuộn rất là khó khi uống nó như này. Đây, mà muốn chỉnh sửa dương con này thôi nhá, thì nó lại rất là khó. Đây là có hai loại đây, so handle multiply này. Thì thử là xem thử đây, đều không được, tất cả đều không được, thấy chưa? Đây thì nhìn bảng đây, khi các em đưa về đây mặc định ở chế độ này, chế độ gì đấy, hai handle, thì là khi bạn điều chỉnh nó bắt buộc điều chỉnh gì cả hai phía, em nhìn được khi đưa cộng đây được này đấy. Thế thì khi đưa xong các em bấm vào đúng lúc này, các em bấm thầy chọn cái độ này, thì lúc này các em sẽ chỉnh được gì ạ, từng thằng một. Nhìn bảng nhé, đây bấm đây phát thầy đưa lên đây, lúc này thầy đưa lên đây, khi dự án thành gì ạ, thành nhân bảng, thấy chưa? Và thầy chọn độ này này rất là hay, bấm lại nó phát nữa, và khi các bạn đưa lên vừa xong đưa lên lại được, lúc được lúc không, bạn này rất buồn cười. À, nhìn chưa, nó bị lỗi phần này này, nhìn lỗi không đây này, nhân bảng ấy lúc được lúc không, thế cho nên nó đang bị cái lỗ phần rất buồn cười này. Cái điểm này ở bên này handle nó phát ấm lại sao được không đấy, dấu cộng đấy, dấu cộng được rồi đấy, dấu cộng khi dấu cộng là được. Thì được, hơi khoai. Thì được đấy, chính vì lẽ đó đấy, đâm ra cái công nghệ thuế dùng trên bài này, nếu các em vẽ được bằng tam giác thì tốt, thì loại hình không gì ạ, pentool. Nhớ pentool đơn giản á, pentool thì vẽ hình này quá đơn giản. Tôi vẽ bấm điểm đây nhỉ, điểm đây, được chưa? Vẽ nó phải có phần giao nhau nhá, mê mượn tị tầm này đi và khép hình, được chưa? Đây là cánh đầu tiên, cánh hai bắt 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 vào tới đây này, đúng chưa? Phần giao nhau này thì vẽ nhà biết không? Tôi vẽ nhà đơn giản, tôi sẽ vẽ phần giao nhau như này, tôi sẽ vẽ bắt nguồn từ điểm này nhá, và tôi vẽ chùm ra ngoài, biết sao vẽ chùm không? Nếu phần giao nhau, nếu bạn muốn vẽ chính xác, tôi cặp vào đây phần này nhá, ra đây và tôi đi phần này, đúng chưa? Thì vào từ hai hình này không, đúng chưa? Vậy tôi lấy phần nào, được chưa? Có hiểu thì không nhỉ? Thì rõ ràng các bạn phải lấy hình này và lắp đặt ra hình này, đến đây làm nào, ở dưới à, đây đúng nhỉ? Thế đây tôi làm như này này, hình này tôi làm như sau, hình này tôi sẽ đưa vào đây vào trong để cắt cho dễ, đỡ phải lằng nhằng nhiều, đúng chưa? Và như nào biết không, và nếu mà muốn ngon nữa các bạn làm như này, chỉnh con này này, chỉnh đường cong này này, nếu muốn ngon nữa không muốn con này lại được nào. Đầu tiên là làm nào, đầu tiên là lấy để lại này là dễ nhìn nhá. Rồi đầu tiên tôi copy hàng này cái đi đã, đầu tiên lấy cả lớp cho phương án đi, đầu tiên lấy vần gì không chung nhau à, là nhà sử hiểu đấy, thế lại cắt đúng không, lấy thằng trên cắt thằng dưới gì, rồi thế là được thằng này bỏ ngay đi đúng không, rồi sao nữa, cắt chân ép, cắt chân ép hai cái lê trên đúng không, rồi tiếp tục lấy phần giao nhau à, rồi được hai con này đúng không, rồi cuối cùng
Exclude à? Ờ. Cho bật dạ nó ra. Bỏ đi à? Bỏ đi à? Bỏ đi à? Bỏ đi à? Rồi. Thằng này được chưa? Đúng không? Thằng này là gì? Rồi. Như vậy hiểu thấy nó không nhỉ? Bài này thầy đang muốn gì ấy? Ôn lại tất cả các tác lệnh. Ý không? Xong chưa? Xong rồi. Thì bài toán như vậy là thằng này tô gì ấy? Màu. Thay là màu trơn. Như vậy là sẽ đổi lại đang từ màu dụ như là cam vào đi. Thằng này y chọc vào đây học y rồi đúng không? Học y rồi đúng không? Bật bảng cây lên tu này này. Kéo này. Thì màu cam là màu này đúng không? Thầy sẽ bấm phím G. Rồi. Và thầy kéo từ đâu? Kéo từ cánh này và đến đây. Được chưa? Màu cam nằm ở đâu? Màu cam nằm ở đâu? Màu cam nằm ở ngoài này. Đây này. Đúng chưa? Thì phải đảo ngược lại. Đúng nhỉ? Không kệ đi. Không sao cả. Như vậy màu cam nằm cái này đúng không nhỉ? Tháo đây đi. Thế thì màu cam nằm ở đây đi. Còn màu trắng nằm ở đâu? Đúng chưa? Và thế kéo lại một tí cho nó vừa phải. Kiểu đúng nhỉ? Đẹp hay không đẹp do bạn vẽ. Và L là tâm ở đây. Cho các bạn. L giữa là tâm ở đây. Trên mấy nhỉ? Trên 5 đây. Được chưa? Và rất hay này. Y tôi thì nhớ rất hay nhé. Tôi sẽ làm như thế này. Tôi cho màu này. Xong rồi con này này. Tôi sẽ kéo màu gì? Yeah. Nó hay, nó tiện lợi rồi đấy đấy. Đâu, đây à? Nhìn thấy không? Nó rất là đại tiện rồi đấy. Nó ở dưới cái phần này nó hay hơn ở bên gì? Vô số của chỗ đấy. Yeah, sao? Cái này dễ không phải demo nữa. Cái hình này đơn giản. Hình này vẫn là gì ấy? Toàn bộ một chuyển hết các bạn. Hình này các bạn vẽ rất nhiều lớp. Nhờ. Vẽ gì ạ? Vẽ một cái hình gì ấy? Hình nút này. Hình nhá, đơn giản kỳ. Thì nó vẽ hình gì? Hình chữ nhật. Được chưa? Bo gì? Bo góc một tí. Hơi bo một tí thôi ở trên này. Nhìn thấy không? Và chuyển từ màu trắng sang màu gì? Ghi xám. Như vậy. Gradient tool. Nhờ. Và chuyển thẳng. Bấm mỗi chuyển thẳng ở bên này. G. Và tôi sẽ kéo trên dưới này. Kéo dưới trên nó dễ nhìn. Rồi. Đúng chưa? Và đến lúc này tôi gì ấy? Tôi giảm sắc độ đi. Color tôi giảm đi. Tôi dồn gì ấy, dồn ngay về tí nhờ cho điểm này tăng lên tí 35. Xong một cái chưa? Xong rồi đúng nhờ. Thì tôi sẽ nhân bản gì ấy, đấy khoảng cách này đúng không, cắt chân gì D mấy cái, đây là 7 nút đúng không, 3, 4, 5, 6, 7. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Tạm thời lót cho nó cái nền đen và cho nó dễ nhìn nhá. Nhờ. Tôi đưa ra đây. Đây. Hình gì? Hình vuông sao nhỉ? Thế là vuông được hết tùy. Rất dưới cùng. Màu gì? Đen. Không phải đen là màu gì? Xám đấy. Đúng chưa? Tôi đặt ở đây và tôi đưa vào đây và lúc này tôi sẽ đảo ngược lại, thì nó cũng đảo này đấy, đảo phía đó là gì ấy? Tôi chặn màu như này, chỗ này đen kịt này anh nhỉ, chỗ này đen kịt tôi phải chặn màu một nửa tới vào đây bao nhiêu, 50% và màu gì, màu đen, nhìn chưa, tôi chặn mà bởi vì chỗ này đen kịt, từ đây lên nó mới gì, nó mới chuyển sang màu gì, đi sáng nổi đen lên tí. Các em hiểu không nhỉ? Vấn đề cái phân tích em chặn màu.
Được chưa? Ok. Nhá. Cái phần này vẽ gì? Vẽ một lúc này vẽ biết gì? Lúc này vẽ gì ạ? Bên ngoài đen, bên trong lớp nhỏ hơn. Gì đấy? Đen sang gì? Trắng. Đúng không? Đây này. Nút này này. Đúng nhỉ? Vậy tôi vẽ nào, vẽ chữ nhật. Màu đen bắt từ đỉnh này. Bắt từ đỉnh ăn cho này, sang đây ăn cho vào đỉnh này, ăn cho này, cái hồng dây. Được không? Cái mày đẹp. Màu đen, đen tuyền luôn, đen kịt luôn. Sau đó gì đấy? Sau đó gì chưa? Lớp trong bên trong này này. Đây này, lớp bên trong này này. Đúng nhỉ? Như vậy gì đấy? Các chân C, chân F. Lúc mà tôi giữ an hai cạnh này cho vào một tị. Nhờ, riêng gì ạ? Vào một tị. Đúng không? Đúng chưa? Rồi. Trên lùm lên một tị. Xong. Nhờ. Và chuyển gì đấy? Chuyển màu như này. G. Tôi kéo từ đây xuống đây. Chưa, tôi đảo ngược lại. Quấy. Và mà tôi gì tôi kéo ra đây. Bên đây và nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Đúng nhỉ? Tương phản mà. Bây giờ muốn dày hơn thì chọn nào? Đơn giản chọn khóa này vào. Khóa đúng linh kỉnh này vào. Đúng nhỉ? Và chọn đúng ngày gì ấy? Tất cả là giữ gì? Giữ an, kéo rộng ra một tí. Chuẩn chưa? Bên dưới này làm hình gì? Chữ nhật, xong rồi gì ấy? Số hai này vào, đẩy vào gì? Chuyển. Đúng nhỉ? Vậy thằng này đây, tôi vẽ nhật thằng này cho lên tí này. Tôi vẽ nhật như này. Bắt từ đỉnh này sang đỉnh này. Đúng chưa? Đúng chưa các em? Công cụ gì đây? Cụ A. Đúng nhỉ? Shift. Được quá. 1, 2 đi. Thằng này vào bao nhiêu? 1, 2. Và mô chuyển nó gì đây? Đây, chế độ này. Từ gì ấy? Ghi sang một điểm mày. Kiểu này, vậy ta chia mấy điểm nút này. Đầu tiên là, từ đây là điểm gì ấy? Màu ghi. Nhìn này, màu ghi. Tôi giảng lại cho các bạn nhìn. Rồi, màu ghi. Sau đến đoạn này màu gì? Màu đen. Giờ giữ an thằng này nhân bản này. Màu ghi. Nhìn thấy chưa? Đúng nhỉ? Đen nhiều hơn chỗ này tí. Này tí. Đấy. Đúng chưa? Đúng chưa? Phát thằng này màu gì ấy? Màu ghi hơn một chút. Không cần quá chính xác. Đấy, chia độ nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhìn chưa? Xong một nhóm thành một gì? Thành một gì? Nhóm. Đúng nhỉ? Chuẩn chưa? Nhỉ? Một thằng nữa ra đây. Được không các em? Quá được. Mình tự cho mình là được đi. Sao đâu. Thằng trên này giống thằng dưới không? Hay này. Vẽ gì? Vẽ chữ nhật. Nhờ. Xong xô vào không gì? Tiếp. Vẽ từ đây bao cho từ đây ngoài. Hiểu thế không nhờ? Thế này nhà không khó đúng không? Chỉ bạn vẽ thôi. Câu trên này gì ấy? Vẽ gì? Bó tròn. Màu đen kịt luôn. D cho mày chết luôn. Rồi. Dòng kẻ dễ không? Hả? Dòng kẻ dễ ạ, làm được. Màu đi sáng một tí. Giảm đi. Ngon chưa? Kéo xuống. Các chân gì? Sao ạ? Không kéo thẳng, ông thằng kéo chéo, chết ông. Ở dưới là gì ạ? Cho thành gì? Màu gì? Màu chuyển, bỏ qua, nhá. Hình này vẽ gì? Pen tool linh tinh và viền lên xong, hết. Khó? Chả khó. Nhìn tưởng khó mà ra, chả khó. Tập phân tích đi, đây là hình gì ạ? Chữ nhật, xô và hai đỉnh bên trong. Hình này cách đều nhau nhỉ? Khoảng không đổi, lệnh gì?
offset path. Đây. Phải là như này đúng không? Đi học con chỉnh sau. Đi theo con A này vào trong 1 2 3 đi. Đúng chưa? 1 2 và 3. Bố gì? Đen kịt như nước cống luôn. Đúng chưa? Đây gì đây? Offset path thì cách đều nhau được. View lên. Lúc này trừ bao nhiêu? 0.01 đi. 2. Một. Về 0.5 đi. 0.5. Đấy. Được. Đi 0.8 đi. Không. 0.3 đẹp. Được chưa các em? Đúng giờ. Thì là cách đều. Thay tô màu gì? Màu chuyển. Xoay mọi người. Là tô màu chuyển. Chuyển nhà các bạn sẽ tự gì? Tự chuyển. Đúng nhờ. Kéo dọc xuống. Đấy. Muốn thẳng thì đây không giữ ship được. Đánh góc đây này. Chỉ bao nhiêu? 90 là thẳng thôi. Ở bên này nó lại dở hơn vô suốt mà nó không giữ ship được. Đấy. Bây giờ cười. Đúng nhờ. Thì là ngày gì đấy? Hai đầu đen, hai đầu ghi, vậy là chỉ có bỏ nó đi. Em bao nhiêu? 50%. Ở hai đầu gì đây? Là màu đậm hơn một tí. Như vậy thằng này 50 đi. Ông này 50. Đúng chưa? Và ở giữa sao nhỉ? Sáng hơn, ông này giữ 20 đi. Vẫn đậm. Đúng nhỉ? Phải tối nữa đi. Nhờ, ông này cho nhờ 80 đi. Ông này 80. Và ông giữa bao nhiêu? 60 đi. Vẫn hơi đậm. Nhờ, phải đậm nữa đi. Đúng nhờ. Theo tầm 190 như đấy. Nhờ, hiểu không nhờ? Các em về tự pha. Đúng chưa? Nhìn giống phết. Chả khác thì. Gây chưa? Bài này không khó. Tiếp tục. Đến bài này. Bài này các em khó điểm nào? Bài này dễ không? Dễ. Bài này không khó. Bài này tư duy giống hình gì đấy? Giống hình tam giác không đấy? Vẽ hình hai hình gì? Hai hình chữ nhật bo góc xong rồi lồng vào nhau, lệch giữa lại offset. Đúng nhỉ? Xong xoay góc bao nhiêu? 45 độ. Xong rồi thẳng trên thẳng dưới các giao điểm dễ. Tác này dễ thật, không phải để mua này dễ quá. Cái nào em? Cái nào cái này á? Cái này á? Vậy anh chậm bình thường thôi. Đấy. Anh chậm bình thường mà bó hết cỡ đi. Đúng không? Đúng không? Bó hết cỡ đi. Xong rồi đây. Offset path. Cho ra ngoài đi. Nhìn thấy không? Đúng nhỉ? Rồi. Đấy, nhảy đi. Độ rời cái mỏng đi. Không chưa? Nhờ. Rồi cắt phập ra phát. Bỏ mỏng này. Đúng rồi, độ rời này. Rồi xoay bao nhiêu? R 45 độ. Xong bài chọn này. O. Ra xem bên này. Đúng chưa? Rồi đây là vẽ ẩu. Còn bạn thân chắc là nó phải gì ạ? Nó phải mảnh mà đúng không nhỉ? Chỗ này lại nhớ bài trước bao đấy không? Vẫn giao nhau ấy. Nhờ. Còn mấy tiểu tiết này dễ. Tô màu gì? Màu chuyển. Trắng sang trắng. Tuyển thẳng. Ông này ở City. Vạch này dễ không? Vạch này dễ. Nhờ. Ok. Phải chăng là khó là khó bài, bài này trong tưởng này lầm lầm. Bài này rất là khó. Bài này trước. Bài này dễ không? Bài này dễ. Bài này có gì đâu. Nhờ. Bài này đơn giản gì ạ? Toàn vẽ nét thôi. Chữ nhật. Và gì đây? Offset path vào trong này. Rồi gì đây? Tô màu chuyển. Đây là cái gì ấy? Icon của Finder trong Mac đấy. Trên màu nhờ em. Hát hình chứ. Thế nhờ. Thầy gợi ý thôi. Tại vì thầy không thầy các bạn phải chữa đây. Hiểu chưa? Tôi sẽ cứ để thằng này màu ghi sẽ nhìn đã. Giờ là con bút pen tool nhờ. Các bạn vẽ một điểm đây, một điểm giữa thế này.
chưa? Dự án sĩ bài này, điểm ở đây, được chưa? Điểm cuối cùng này, hai điểm gần như bằng nhau, sau một tí đô rồi kéo này, được chưa? Vậy nét, đúng chưa? Dụ thuế tăng độ dày gì? Để biến lên, đúng chưa? Và cũng được cắt làm đôi đã. Nhờ các đôi nhớ các nhà có cách nào không? Các làm sao làm đôi được? Không có chuyển, tại vì chuyển đấy thì là bị hở dây viền. Mà tôi phải tạo đường con cong đi khép kín. Đây, tôi P, tôi lại bấm đây. Tôi đi vẽ tiếp. Thì ra xóa sao? Đúng không? Nhờ. Bây giờ ta chọn này, Ctrl C cắt đi, hai này cắt bỏ lấy phần giao nhau. Đúng chưa? Đúng nhỉ, copy cả hai hình đấy. Mất ông gì đấy? Ông cắt bỏ phần này. Nhờ ông F ra, ông cắt đi phần gì? Giao nhau. Thế chưa? Đấy, thì tôi bổ chuyển cho hai ông này. Có hiểu thế không nhỉ? Thì này dễ mà, không khó đâu. Ở trên này gì ạ, bóng 7 gì ạ, tạo hình này tới cái phần giao nhau rồi gì đấy, opacity màu trắng hết, opacity đúng không? Cái kéo này không khó, kéo dễ ẹc và hình cơ bản tôi màu chuyển đây, cái này là chuyển gì, chuyển thẳng em nhìn thấy không, nhưng mà kéo kéo đừng kéo này, đúng chưa? Hình này đơn giản vẽ gì ạ? Toàn hình cơ bản khác với nhau, vẽ một cái thôi, vẽ hình tam giác này. Sorry các bạn, vẽ tam giác. Đúng rồi, đâu nằm ở đây, thấy chưa? Về kéo dài ra tí, chưa? Dẹt xuống. Hay là tâm này. Rồi, bụng chửa mà. Bụng chửa nhớ không nhỉ? Bụng nó khoan. Ok chưa? Đây mình sẽ hiệu chỉnh gì ạ? Hiệu chỉnh nút và đèn. Để sao nó phần như này. Chưa? Đây như này. Tôi cho một tên lên xuống, tôi DJ bằng bàn phím và ho cho bạn xem. Đấy, được cái giải dưới như vậy, như giải dưới chưa? Như giải dưới chưa? Nhìn xong chưa? Xong rồi. Đúng nhỉ? Tất cả đều tư duy hình học hết. Đúng chưa? Đó. Đây cái phần này. Phần này. Gì đó. Chữ nhật bò góc. Tôi kéo một tí. Tầm này đi. Màu trắng để phân biệt. Chưa? Điều ở đâu? Chỗ này này. Nhìn đâu? L. Xoay đi tí. Nó sẽ chéo này. Mình sẽ đến đường này chưa? Nhìn đường sẽ chéo chưa? Giờ đây gì đấy? Copy là cất đi. Hàng lấy phần gì? Giao nhau. Rồi cắt chân B xuống dưới. Có hiểu thì không nhỉ? Toàn là cắt chích. Phần này dễ không? Này dễ. Này này. Hình này tôi làm mẹ này dân cảng kỳ, tôi nhân bản này lên này. Được không? Không bạn hiểu tư duy học nhỉ? Ê, tôi ra sát vào đây và tôi xoay đi một tí, đặt tâm ở đây đi, nhìn thấy không? Cho nó mẻ ra nó khác hẳn đi. Và phần này tôi vẽ hình gì? Elip. Cho nó quá phần này một tí, làm cái hột nhá. Xoay đi tí sao các bạn. L xoay đi một tí. Đẹp rồi đấy. Giờ hình này cắt hình này. Không chưa? Copy hình này cắt đi. Lấy phần gì? Giờ. Có hiểu thầy không? Cái đúng cái tròn này dễ không? Dễ quá không phải demo. Đúng nhỉ? Tất cả đều thế này dễ không? Hình này vẽ gì? Elip. Xong bóp méo phần này đi, xong rồi hàn vào nhau. Không ạ, gì ạ, vẽ tiếp này. Đây, thằng này nhé, bạn xem nhé. Này, gì ạ, là tô chéo chéo này. Rồi. Và sẽ tô như này.
Giờ sáng nằm ở đây, trên là điểm sáng, làm như này tốt hơn. Nhưng mà tôi chở chéo này, chéo đưa ra lên. Kiểu này là một, chỉnh màu nó sáng lên tí. Ê, này đang bị hỏng rồi này. Vậy là chỉnh màu tối lên tí. Hôm nay thế này, này là tôi chéo chéo ấy thì rất khốn nạn này, chéo này này đi chéo kiểu này thì sẽ đi kiểu này, thì đi kiểu này là song song rồi, thì kiểu này là đi nó đâm đâm như này này, đâm chéo chéo này này, hiểu chưa? Vào là thế sẽ chỉnh như này, hiểu chưa? Rồi và mày thì đã chỉnh như sau. Ở đây nhìn cái vách này, vách của nó chưa, vách này này, xoay đi một tí nữa, xuống nằm ở đây đấy, đúng nhỉ? Cuối cùng gì đây là một chuyển nhỉ, vừa phải thôi, được chưa? Nhá, thì các bạn chỉ là gì ạ, ngồi căn chỉnh vào gì, tô từng tí một, đạo đầu lại bắt đầu ào đấy. Để tắt lại đi ạ, đừng có đơ mà hết được. Đấy, đốt sen. Sẽ qua tôi đi port đi. Này, thằng phố thuật bị zero này. Zero tức là chết. Performance này lên. Mút hết giảm. Ok. Thì đấy là cái bài kéo. Bài kéo thực ra không khó nhá. Nhưng bài kéo này, thực ra bài kéo này thì muốn em làm gì? Là để luyện gì nhỉ? Luyện tư duy học và luyện gì? Luyện cách dùng công cụ gì ấy, Gradient Tool nhớ, tôi để mà có cảm giác tay, có ra hình học không khó, nhưng bài này thầy lại thấy thích nhất là hình này, hình này trông đơn giản mà lại không hề đơn giản. Rồi đó là hình này, hình này làm nào, chúng ta cùng mổ xẻ hình này, đi vào hình này xem theo các bạn ta sẽ làm từ đâu. Và chú ý nhá, mặc dù nó nghiêng theo phối cảnh nhưng mà cái phần này này đấy, vẫn chuẩn, đi theo giống nhau nhá, mặc dù nó nghiêng. Cảm giác như sao nhỉ? Hay gập vào, hay gập vào và vòng đổ dài này. Bình theo bình thường theo bên FDA nào mà bay là đồ ha. Nghĩ thử 1-2 phút đi hình này. Còn các hình kia thì các bạn phải dành thời gian về nhà gì ạ, ôn lại nhá. Làm lại thì bài kéo nó không khó, chỉ là ngồi gì đây, cắt trích vườn dao các kiểu ra hình này rồi tập gì đấy, tập tô màu chuyển. Như hình này là hình hay nhất đấy, hình hay nhất. Hình này các bạn làm như nào, nghĩ thử đi, nghịch vào trong máy thử xem.
méo thì nó phải méo, nó phải phối cảnh theo cách nhìn nó phải tương đối này nhá, nó phải mềm mại. Nếu em bị của em bị bóp méo quá phải méo là vấn gì ạ, thì phải ra hình khối chứ, nó phải có góc khối của nó. Đấy, quan trọng là nhìn nó ra là hình khối như này, yeah, vẫn hợp lý một tí. Rồi, nhìn thấy chưa nhá? Cái bài này nếu các bạn chỉnh bằng tay thì với nếu như các bạn học môn này một cách kỹ càng và có thời gian luyện nó thì các bạn có thể chỉnh tay được. Nhưng với những bạn mới học thì thầy lại khuyên các bạn không nên chỉnh tay, ở bởi chỉnh tay rất nông đinh mạnh nhớ. Mà chúng ta sẽ chơi theo kiểu Donald Trump cung cuộn thôi. Thì bản đây thì bài này sẽ đưa về vẽ gì, vẽ một hình như này là xong nhờ, bẻ thẳng nó ra. Vậy đầu tiên vẽ gì, chữ nhật đi được chưa, nó chỉ bo gì hai góc trên thôi, a chọn hai góc này rồi bo nó không chưa. Vào mày cắt chân C, cắt chân F, đổi màu khác đi, dễ nhìn. Giữ an cả hai bên này. Độ dày mà. Cái này kéo xuống. Được chưa? Nhờ. Hơi gì ấy? Hơi cao quá. Được chưa? Thằng này cho sốc tính nữa để gì ạ? Độ dày, tại vì thằng này dày hơn cái cạnh này. Xong chưa? Đây gì ạ? Thằng này bo vào phải vừa phải thôi. Bên trong mà nó không bo nhiều lắm. Được chưa các em? Chuẩn xác như vậy. Thích phần gì? Bỏ phần giao nhau. Xong. Đến đây rồi. Chúng ta sẽ giữ ai nhân bản. Thằng đây. Bắt đầu gì? Ta làm. Nhìn nhá. Bình thường đây nếu như các bạn làm bình thường các bạn sẽ làm như thế này. Khi trồng ở đây tôi lấy cái màu đậm hơn một tí, rồi bình thường làm như này, bình thường đây các bạn sẽ nghĩ này gì ạ, bẻ bẻ này đúng không, thì em thể làm này em xô tâm này em xô đúng không, xô mà cho em đặt tâm ở đây cạnh này, em xô cạnh này lên được không? Gần được, nhìn thấy không nhờ. Sang đến thằng con này thì em đặt tầm ở đây, em xô sang đây, em đặt cạnh này ở đây, em mở xô vào lên gì, lên trên được không? Được chứ, cho xin cùng xem đặt so le ngang hở này tí về gì em đấy đúng sao được không? Xô mà. Nhưng mà mai thầy đưa các em bài bài này rất đơn giản, nhìn hoành tưởng là khó ra gì, toàn xô thôi. Xô tạo gì, phối cảnh để ngả vào nhau. Xô gì ạ, nhìn theo xô nhá. Đầu tiên bước ra xô đấy phải là nhìn như này. Bây giờ thấy gì ạ, thấy cái biết cái bún mà thế, như bạn này hỏi thế em không biết thấy xô tại sao, thì biết thấy xô hướng đấy đơn giản kịp. Xô hướng nào thì cách làm như sau, đưa trục tọa độ về đây. Nhìn rõ chưa? Được chưa ạ? Như vậy nó đang sửa xô gì? Xô phía bên này. Và xô gì? Phía dưới. Đúng chưa? Như vậy chỗ này công cụ gì? Xô. Xô đặt tầm đây. Đúng chốt vào độ luôn. Gì đây? Mời ông sang. Đúng chưa? Giờ thậm chí để muốn tốc độ đây được, mời ông gì? Xuống luôn. Có hiểu thế không nhỉ? Ok chưa? Mời ông sang thì nữa cho đổ vào đi nữa. Ok chưa? Họ có hiểu thêm chưa? Xô theo hướng nào hay như nào các bạn đưa trục về, các bạn biết ngay là hướng này. Ok. Thế thì quay lại đây thì thầy muốn giới thiệu các bạn một công cụ mới.
nhớ, đó là ta sẽ học giá công cụ chuyên biến đổi tự do. Công cụ này thì sẽ làm như sau. Rồi. Học rồi. Siêu tu. Rồi. Bạn nhìn bản đây. Khi các bạn chọn công cụ này, nhìn bảng nhá. Khi các em bấm bấm chọn công cụ Free Transform, đây là công cụ khá hay và nó giống như học Photoshop. Các bạn học Photoshop rồi thì biết là hiệp với cả đạo nhớ lệnh distort gì không? Lệnh distort bên Photoshop ấy, lệnh distort bên Photoshop ấy, nhớ không? Vừa hết rồi. Học vừa đấy. Bên Photoshop có cái lệnh này không? Đó là Ctrl T. Và khi phải chuột có một số lệnh gì không? Đấy. Hoặc là phối cảnh. Positive có nhớ không nhỉ? Thì ở bên AI cũng có. Và nó chính là dàn công cụ này. Nhớ. Khi, đây. Khi mọi người bấm chọn cái công cụ gì đấy? Free Transform. Tắt là E. Học cái công cụ này nhớ. Dạng cụ Free Transform. Chứ không phải hơi đâu mình ngồi nắn thằng một. Dạ, khi mọi người bấm công chọn cụ Free Transform này, nó nhảy ra một bảng mới. Nhìn đây. Đây, khi mọi người bấm chọn cụ này phát, nó sinh ra bảng này. Bình thường bấm không có này. Bấm một phát nó nhảy ra bảng này ngay. Nhìn chưa? Nhớ. Thì nó sẽ có từng thằng một. Nó sẽ đi thằng một. Thế thì khi một người bấm chọn Free Transform, nó ra mình bốn lựa chọn. Nhờ thì lựa chọn đầu tiên đó là lựa chọn biến đổi constraint, đó là đổi theo tỷ lệ. Mẹ mà không được, bản có cài bản mấy đấy? Bản bao nhiêu? Mười mấy? Đã, có chứ nhỉ? Ồ. Ồ. 2018 à? 2018 thì không có rồi. À thì phải có, 2018 phải có nhỉ? Vô lý vậy. Ờ đúng rồi. 2018 là nó chưa update. À đấy có rồi. Chọn đối tượng này. Rồi nhá. Rồi, qua nhìn bảng đây. Bảng 2018 là khác bản thầy, bản thầy bấm ra ngay. Nhìn bảng này, khi mọi người muốn bấm không ra ấy, mọi người bấm chọn đối tượng trước đi. Bấm chọn cụ này ra nhảy ra bảng này ngay. Nhờ. Thì đây, mọi người ghi này nhá. Đầu tiên đó là cái nút constraint này. Constraint này là gì ạ? Là muốn liên hệ gì ạ? Liên hệ X và Y. Nếu mọi người muốn lại thì biến đổi tự do này mà không có liên hệ x y, tức là mình khóa bỏ, mình phá bỏ khóa đi nhá, thì bình thường nó để gì ấy? Nó để unconstrained, tức là gì? Không ràng buộc tỷ lệ. Thì tất cả các lệnh bên dưới này mọi người dùng đây, thì tất cả các lệnh bên dưới mọi người dùng này nó sẽ không bị ảnh hưởng tỷ lệ nhá. Bình thường nó để gì ấy? Để constrained là unconstrained, là không muốn liên hệ x và y, tức là ông tự do. Có khi mình bấm vào đây phát sẽ gì ạ? Tỷ lệ ngay. Ví dụ như này. Đấy, cái hình này. Thử này luôn nha. Màu đỏ như này. Đây. Bình thường nó để đây là gì? Không có tỷ lệ. Đây là ta sẽ đi cái đầu tiên. Đó là Free Transform, là biến đổi gì đây? Tự do. Đổi tự do đây thì nó không khác gì distort. Nhá, yeah. Free Transform là nếu bạn bấm chọn chọn này là đổi tự do. Tự do nha, nhìn bảng đây. Đây. Tự do khi mình bấm lên mọi người đưa góc kéo thì nó là tự do. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Không khác gì ở bên gì ạ? Lệnh Ctrl T kìa.
Nhưng khi mà người bấm vào gì đấy, nó xuyên phát tiếng mày gì đấy, nó tỷ lệ ngay. Thấy chưa? Hiểu không nhỉ? Nó không khác lệnh gì phương xuất như đây. Là lệnh gì? Ctrl T. Không khác gì phi trang form này, biến đổi tự do, chả khác gì với Photoshop. Nhìn thấy chưa? Ok. Thì đầu tiên là gì? Phi trang form biến đổi tự do, đưa ra góc bằng biến đổi tỷ lệ tự do này. Đây là không gì, không giữ shift, hay nó khác là gì? Không tích vào ô khóa tỷ lệ thì sẽ bị méo. Ok chưa? Và cái tỷ lệ rất hay khi bằng điều đây là show. Đấy. Nó rất hay. Và từ free mà sao đưa vào cạnh này là show. Đưa vào cạnh này là show. Ok chưa? Tiếp tục. Nếu mọi người bấm vào đây, mọi người chọn gì? Thứ hai đó gì? Publicity Distort. Đối bên Photoshop biến đổi phối cảnh. Publicity Distort. Đưa phối cảnh có nhớ không? Là khi một người di chuyển một đỉnh thì đỉnh đối diện sẽ vào gì? Và cùng nhau. Nhớ. Publicity Distort là đổi phối cảnh, tức là khi một người làm một cạnh thì cạnh đối xứng bên kia thì sẽ gì ạ? Sẽ ra vào tương ứng. Nhớ, được gọi là phối cảnh. Thế dùng như nào hay ở kỳ. Có phải mấy thầy cho mình quay lại cái bài gì nhỉ? Cái bài piano không? Nhìn bài piano nhìn này. Đây, bây giờ làm như này. Phải công cụ gì? Công cụ A chọn đỉnh này gì? Với tên vào 1, 2, 3. Có đúng nhỉ? Bây giờ làm như vào 1, 2, 3 thì bây giờ không cần nhìn đây. Nhật. Lúc này tôi về chọn cụ Freedom Form này. Chọn cụ này. Lúc này mọi người cầm gì? Cầm đỉnh này này. Nhìn thấy chưa? Có hiểu thấy không nhỉ? Lúc này các hình này biến đổi cực dễ, cực kỳ. Ok chưa? Lúc này là bộ gì đấy? Bộ Freedom Form thuê tác dụng. Đúng nhỉ? Những gì mà đối xứng và đối xứng với nhau thì dùng gì? Positive Distort. Các em hiểu chưa nhỉ? Rất tiện lợi. Và cuối cùng là thằng tự do, có thằng distort ở bên Photoshop ấy. Đúng nhỉ? Đó là free distort. Đấy, đỉnh chập đỉnh. Và thế em ở bên Photoshop, anh Hiệp anh làm rất thích, anh đưa và anh áp vào như vậy bên AI làm nào? Dụ như này. AI thầy cũng đưa bức ảnh vào. Hoặc là thầy muốn áp đi. Thầy muốn áp cái dụ như thầy muốn áp thầy có này. Thầy có một cái hình hộp này. Được chưa? Ctrl C, Ctrl F. Hết sang đây. À thì các bạn hết lên trên hơn trước chứ. Rồi. Show. Hợp cạnh này. Show. Giờ dài thì nó dễ nhìn. Nhờ. Ctrl C, Ctrl F. Là cạnh này. A. Được chưa? Bây giờ thầy muốn áp gì đấy? Áp cái hình này vào mặt này này. Đúng chưa? Đúng nhờ. Đưa vào đây. Cho trên cùng. Hoặc thầy lấy bạn thầy chưa dựa bản symbol dựa sau nhá. Symbol là buổi riêng. Đúng thầy bản symbol ạ. Thầy đưa bông hoa này. Chẳng hạn thế. Áp vào đây. Đúng nhờ. Thì đầu tiên thầy chọn đối tượng này. Lệnh gì đấy? Này và lệnh gì? Distance form. Nhờ. Sẽ cầm này. Cho đi gì? Đi gì đấy? Đi gì nhờ? Song song đúng không? À này chưa âm brick này. Lịch nhá. Rồi. Học sau nhá. Chọn distort các bạn mới được. Nhìn thấy chưa? Có hiểu thế không nhỉ? Đi gì đấy? Song song. Thì mới áp. Có hiểu thế nhóm nhỉ? Đây, làm lại nhá. Hiểu như thế này. Thứ bẻ hơi lâu ấy. Cái AI này nó sẽ khó. Cái gì? Rất là nhiều. Thì sao đối tượng bên trong này càng phức tạp thì như nhờ bẻ càng khó. Giờ distort ở bên này rất ít dùng, chỉ biến đổi gì đấy đối tượng thường thôi. Thế quay lại bài này thì dùng cực kỳ nhanh. Tôi đưa hai vào đây. Được chưa? Thì chỗ này dùng cụ gì đấy? Freedom luôn. Nhờ. Thì tôi gì ấy? Xô. Đúng rồi, xong cạnh này xô xuống. Xong chưa? Xỏng. Thằng này gì? Xô ngang. Thì là thằng xô gì? Được không em? Đúng rồi. Giờ thằng này xếp gì ấy?
nó ná vào đây. Xong chưa em? Xong chưa? Xong rồi. Bây giờ khóa hai vàng và dùng công cụ gì? Pen để gì? Đỉnh bắt đỉnh để vẽ hình cái bóng không? Xong chưa? Có dễ không? Dễ. Nếu không có công cụ vừa rồi ấy, làm rất lâu, xô rất không chuẩn, tại vì xô bằng cái kia nó sẽ không gì, không ngon bằng cái này. Xô bằng bình kia, công cụ xê tu này sẽ không mềm bằng cái này. Đấy, thì đó đặc điểm hai cụ này khác hẳn nhau, là xô này vẫn giữ gì được cái tỷ lệ hình méo nó vừa phải, cảm giác gì nhỉ, nó logic tốt hơn. Như vậy về cũng là xô, nhưng mà xô bằng cụ gì, phi transform tính logic cao hơn, nếu nó bảo toàn cái đối tượng gốc nó tốt hơn. Như vậy là để làm bài này có rất nhiều cách, nhưng chúng ta sẽ xem là công cụ nào ưu việt hơn. So sánh thì công cụ này về độ méo hình hay bóp méo hình, nó bảo toàn được gì, được cái biến dạng hợp lý hơn về mặt logic nhá, nhìn nó hợp lý hơn. Ok chưa? Thì đấy chính là các công cụ free transform. Và free transform này có cái gì ạ? Perspective distort nhỉ? Hay. Thì kế mà quay trở lại cái bài gì đấy, bài này các bạn làm cực kỳ nhanh. Đúng nhỉ? Mấy hình này này. Đúng nhỉ? Nó giảm cho mình thao tác. Như vậy cũng là cách đấy. Nhưng mà nếu làm gì công cụ ấy sẽ giảm được gì? Được các bước và thời gian. Ok chưa? Rồi, như vậy là cũng tương đối ok và mỏm rồi đấy. Đúng không nhỉ? Như vậy thực ra nhìn thì tưởng ghê gớm. Nhưng vấn đề gì ạ? Thầy vẫn nói các em là gì? Đó là tư duy phân tích hình học. Đúng nhỉ? Bài này đã xong. Bài này cũng xong. Bài này không khó tí nào cả. Với hình cơ bản. Nhờ? Bài này thì khó mỗi hình này. Thì đã giải quyết xong. Và cùng ta đến bài logo này. Nào. Hình này thì cực kỳ dễ. Hình này vận dụng ngay công cụ vừa học. Công cụ gì nhỉ? Free transform. Công cụ này bài toán đưa về là vẽ cái gì? Bài nhìn rất là hư thức hơn, rất là hoành tráng, nhưng hỏi lớp cuối cùng là đưa về bài toán là vẽ hình gì? Vẽ hình chữ nhật hết. Lúc này chưa, ba nhìn dưới này thứ hai có phải vẽ hình chữ nhật không? Ôi hình nhật thôi, đằng trên có năm gì, năm hàng, tính ra có năm hàng và năm gì, năm cột, và nhớ cái vẻ của cột hàng nghe thân quen nhờ. Yeah. Cái clip tool như vậy thì làm thử mọi người xem. Như vậy bạn có đưa về gì ấy? Tôi vẽ một hình chữ nhật có 5 hàng 5 cột, nhưng tôi bỏ toàn bộ gì, phần ở giữa đi, đúng không? Như vậy rõ ràng là để vẽ thì bình thường không biết, phải là bình thường không biết vẽ như này. Bình thường đúng lúc ngày xưa nhá, nó lúc mạnh nhá, là vẽ hình chữ nhật theo bác Trọng ấy, Trọng Lú vẽ như này. Trọng Lú đây vẽ như này. Được chưa? Viền mảnh đi. Được chưa? Bây giờ làm cái này. Đúng không? Cắt chút gì? D, 3, 4, 5. Đúng chưa? Xong một bác này thì đây. Xuống đây. Mấy lần? 5. Rồi xóa đi. Mấy bác ở giữa đi. Đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ nếu lại công cụ để đỡ quên. Công cụ gì nhỉ? Create tool. Giảm hết đi. Đếm lại từ đầu. Một hàng mấy cột đấy? Ba cột. Bốn cột, năm cột. Hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Nhờ. Bây giờ nếu công cụ gì tô màu nhanh không? Cà, nhờ ta dùng nó sướng. Cho nó sướng con người đi. Tím cho nó kinh. Di phát, di, di, di. Google K hay nhé, khi mọi người tôi lần đầu tiên nó sẽ nhớ bấm nút thứ hai giữ và di đâu rồi đi theo đấy thả chuột phát nhờ. Cuối cùng gì đây, bây giờ tôi phải tháo này ra, đúng nhờ, tháo ra hơi khó đấy nhờ. Về chưa, cái trình thế mặc đi lên bảng đây, nếu mà ấn group ra đây thử nhớ, ấn tôi gì expand, ấn group ra
Đi chưa? Nhưng mà bị mất gì đấy? Mất cả cục này đi. Đúng nhỉ? Thế cho nên ở cái bài này thì tưởng tạo cái tool là ngon, nhưng cái tool ra nhỉ? Lại mất thời gian hơn thế này. Bởi vì sao nhỉ? Cái này không xóa được. Làm gì đấy? Tại gì nhỉ? Phải cắt. Cắt tận chương học. Bình thường làm này lại ngồi lại làm cái cạnh này là gì đây? Đây, bình thường làm thế này, bình thường đây các bố lại ngồi làm thế này. Các bố cầm bố ai, các bố gì ạ? Kéo lên đây. Đúng nhở, mất thời gian. Đúng nhở, thì với bài này để làm nhanh ấy thì là cách anh nước mạnh này gì lại thắng. Chuyên tại sao có thể hỏi là công cụ gì nhỉ? Thì nhiều bạn bảo ở clip tool thì các bạn nhớ đến cạnh này, nhưng ở phía đằng sau để tô màu và xóa phần giữa đi thì ông clip tool gì lại chết. Ông còn đứa lần này bảo thế em muốn nhanh làm nào đây này, nhanh lần nào đơn giản biết ông này thành gì, Photoshop và cắt gì mới hiểu nhỉ, thì mới được. Ông này, bố mày, ông này thành gì, ra được gì đấy? Có bao gì? Có bao part thành một nhóm đi. Sau đó hình này. Đúng nhỉ? Thì mới cắt được toàn bộ. Thì mới ngon được. Có hiểu thế không? Lúc này lại phải dùng kiểu này. Vì sao? Nó là viền mà. Chứ phải gì? Phải outline thành một gì? Thành shape. Rồi có bao part thành một đối tượng thôi. Rồi cắt bỏ. Tưởng là ngon cũng mất nhiều thao tác quá. Chỉ nhanh mỗi phần gì? Phần tạo hình chữ nhật thôi. Đúng nhờ? Để cho nên rõ ràng là có những lúc đúng kiểu các bạn là gì nhờ? Giết gà sao cần phải vào ra mủ trâu vì thế. Đúng nhờ? Đấy đây. Làm gì nữa biết không? Đấy xong rồi. Cắt chân gì? G thành một nhóm. Làm y thằng người chết chả khác gì. Cắt chân C, cắt chân D. Đúng nhỉ? Lúc này khôn ra thì dùng gì? Dạy gì nhỉ? Nó form mà là khó hiểu thế không nhỉ? Để tính bảo toàn nó gì? Nó tốt. Có hiểu thầy không? Ctrl C, Ctrl F. Vì trong form này, cầm một cạnh này, đặt sang bên này. Nhìn thấy không? Đúng cái này đấy. Hôm nay xô gì? Xô này. Nhìn thấy kinh không? Vì trong form đấy. Được chưa? Đây lại nhớ cái này gì cho gì? Giữ an bản ở đây này. Tìm bắt đỉnh thì ra là cao đấy, được này. Cho vào đây. Trắng à. Cho ra gì? Dưới cùng. Xem một lớp. Được chưa? Và ông này gì? Cho ra đây là ở đây cho nhanh. Cuối cùng đổi gì đấy? Đổi màu. Đây, thằng này bị gì ạ? Cho sao cùng này. Lên một cấp. Nhìn thấy chưa? Cũng đổi màu. Đúng chưa? Vấn đề đổi màu bây giờ thì đổi nhau cho nhanh. lại gì? Gì? Thế nào? Đâu? À, lại gì? Gửi, soi ghê thật. Được chưa? Đây. Và bây giờ vấn đề đổi màu. Còn màu dễ, xin phép đổ thôi, có gì đâu. Mà không đổi được. Đúng chưa? Vì group mà. Ok chưa? Với hình này nhìn tưởng dễ, từng người khó ra dạ, rất là dễ. Nhờ? Thì thỉnh thoảng phải lừa các bạn một tí. Là nhanh trí sạch hình này cũng được thôi, mất quá nhiều thời gian. Khởi đầu thì gì ạ? Thì nhanh. Nhưng mà đục thủng rỗng thì gì ạ? Lâu. Đúng chưa? Cái gì cũng có giá cả mà. BIDV dễ quá, đây là hỏng, BIDV đều là hỏng rồi. BIDV dễ không? Dễ. BIDV là BIDV đều. Biết thằng nào làm. BIDV luôn. Phiền gì. Thế này. Nhìn chưa? Mới ở giữa ông kia ông làm thế nào mà ông mất cả phần giữa của nó đi. Đây. Đào bác này về.
Bộ này thôi, phương án là không chạy được à? Mở nhà ra mới ấy, nó nén kiểu này cơ, nó dậy vãi, đa tận gốc, giật tận rễ, cưỡng à, cưỡng đi, chạy, ai giờ, đấy đang trên mạng về hay bị lỗi, sửa như này cho vào pin, xếp là pin gì, ok. Dạ, yeah, bây giờ mở ra mãi. Ôi, bỏ tướng. Úi xùa, to hơn cả bản gốc. Dạ, yeah. Ship ô. Bấm đây phát. Cho lùi lên trên, xóa ngay đi. Rồi, tả. Lùi dễ không? Lùi quá dễ, logo này tự trẻ con cũng làm được. Học chưa? Toàn hình vuông. Xong gì đấy, cắt xong xong gì, ép vào trong xong rồi gì, cắt nửa hình vuông đi. Còn cái hình trên dễ khó. Dễ quá. Dạ, yeah. BIB ngu ngu thôi, bao tiền đấy. Quan trọng là ý tưởng, quan trọng là giải trình logo. Đúng nhỉ? Đúng rồi, ý tưởng gắn liền được theo thương hiệu của nó mà đơn giản đâu. Được chưa? Hiểu chưa? Đọc cẩm năng hiểu ngay. Không phải tự nhiên bọn ngân hàng nó ra cái biểu tượng này đâu. Hình vuông là có ý đồ của nó. Một nửa này là có ý đồ hình học của nó. Trong ngân hàng ý học ấy. Và hình này có trong ý học hết. Đấy. Thế là học muốn thiết kế logo thì sẽ nó nhiều hơn. Còn học hình này ta sẽ dựng hình đã. Rồi, quay lại bài này. Nào. Bài này cũng siêu dễ, nhưng mà là dễ vừa rồi. Bài này dễ không? Bài này dễ quá thì mà dễ vừa. Bài hình cơ bản. Nhiều gì? Nào. Là cái bầu trước nhỉ? Bầu này, vẽ hình gì? Tròn. Hình tròn ai cũng biết. Nói hình tròn ai cũng biết. Rồi cái bên trong này, cái té loe bên trong là làm nào? Té loe bên trong rồi. Ờ. Bên thẳng à? Thông một nhân dân bản chia ra. Có cách là nhanh hơn không? Ý là vẽ bên thẳng này đúng không? Đi từ tâm, chọc vào đây, đúng chưa? Cho nó mỏng dính lại. Nhờ R. Đếm đi, bao thằng chia. Hả? Bao độ à? Kinh vãi. Đúng không? Nhờ. Theo bạn này nhanh không? Thế các cách nhanh hơn. Chúng ta còn nhớ công cụ này không? Cấu trúc hình mạng nhện này. Và tâm giữ ship, à ship. Nhờ. Đến đây tôi tạm thời tôi giảm cái này đi. Nhờ tăng gì ấy? Nhầm. Tăng số gì? Độ chia lên. Thảo nhanh hơn. Thảo nhanh hơn. Ở nhanh hơn nhỉ. Hiểu thế không nhờ? Càng đẹp. Đỡ phải chia, tất cả chia đều rồi. Thay đổi được. Đỡ đau đầu tính đến bao nhiêu cái. Hiểu không? Có hiểu thầy không? Quá được. Thấy chưa? Vậy như này. Nhờ. Cái phần này dễ không? Là hình tròn có quái gì đâu. Hình tâm. Ăn cho lên này thì xanh này. Thấy chưa? Ok. Và giữa đây hình tròn gì? Hình tròn trắng này, căn tròn C, căn tròn F, V. Gì đây? À, nó là nền trắng, viền xanh. Viền do nhỏ là không phải nam thôi. Rồi, xem này. Đúng không?
Ctrl C, Ctrl F. Một tí nữa. Rồi, ở dưới lớp này, kẹp dưới lớp này này, một lớp này là một diện rẻ quạt. Nhờ rẻ quạt này thủng, nhìn ở phía dưới mà. Qua học chưa? Học rồi, vẽ hình tròn. Mày được không? Được. Nhờ. Cầm củ chuối. Vui phết nhờ. Cái này chứ. Thật giống hệt. Quá hay. Đúng không? Đúng nhờ. Nào. Tiếp theo như nào? Tắt cái quái gì? Ờ, xị bích là xong. Đúng chưa? Gì? Ctrl C, Ctrl F, cho gì? Nhỏ xuống. Trên gì? Trên gì nhỉ? Ở đây làm nào? Ở đây rồi này. Đục à? Nó vẫn giữ lại mà. Thủng ở giữa thôi đúng không? Thế là trên đục, trên đục dưới à? Này à? Thế là mất, mất cạnh này. Đấy, hai. Đâu? Copy rồi gì nữa? Hai thằng đè nhau đúng không? Rẹt qua tay phần này gì ạ? Phần này đặc. Phần này rỗng. Đúng. Để em cắt. Để cái này đúng không? Để em cắt chỗ này đúng không? Thế cắt dưới để đục giữa gì đúng không? Đục này gì đúng không? Đúng không? Thì mất cái cạnh này đúng không? Thế bây giờ đó rồi là gì ấy? Khi mà điểm mà sát nhập bị mất, cho đến đây ta dùng gì ạ? Công cụ gì? Lip paint bucket. Chào giữa này này. Liệu tra được không? Vấn đề tra được không? Đấy, nhìn thấy chưa? Có hiểu thì không nhờ? Thế là xong. Vẫn như cạnh này. Nhìn ra chọn hai ông này. Đi ấy. Mảnh đi. Nhìn thấy chưa? Hiểu thì không nhờ? Mình khôn chỗ đấy. Chỗ hai này, thằng này lên trên cùng. Cuối cùng chỗ hai này gì ấy? R là tâm ở đâu? 120 độ hay xong. Tưởng khó ra là dễ. Giờ phần này gì ấy? Nó đặc trong cái mùi gì? Đây này. Phải bị hỏng này nhìn chưa? Đúng nhỉ? Hay phết đấy. Rồi. Phần này bị che phần này nhìn chưa? Xem xem gì ạ? Phần này này. Phần này chỉ đang mất bên này gì ạ? Nó phải cắt đứt phần này. Chính là phần này hỏng logic. Nếu mà đi như này gì ạ? Thì phần tròn phải cắt phần tròn ở đây đúng không? Nhưng nó nhìn xuyên được cái nan này, đọc phần này trong suốt. Đúng chưa? Chuyện chỗ này gì? Phải là vòng tròn gì? Kín. Ý nghĩa có phải là cái nan này xuyên đây đúng không? Đâm bên chỗ này đúng không? Thì chỗ này làm sao mà này được? Đúng không? Chỉ được cắt hình tròn này đi mà về mặt xa logic. Tại vì chỗ trong này trông là rỗng. Nhìn gì? Nhìn vòng tròn này. Đây, như này mới là chuẩn. Đúng không? Còn nếu không chỗ này muốn gì ạ? Thêm gì? Vòng tròn đây, vòng tròn lớp ở đây rồi màu trắng vào. Hình này dễ không? Hình này dễ bây giờ này, tôi tác dụng này, hay cực kỳ. Tôi vẽ tâm ra. Đấy này, rồi. Xuống đây đi con. Tâm này. Nhớ. Và xuống đây. Công cụ gì đấy? Fusion form, đúng nhờ, gì đấy? Bump step. Đấy. Đúng chưa? Vẽ chữ nhật. Bắt đỉnh này, ra đỉnh này. Vẽ này sẽ hơn này. Đấy, bắt điểm này. Từ đây xuống đây. Giờ lại bước tiếp tiếp. Được chưa? Cuối cùng gì đấy? Chữ nhật bắt này, tạo độ dày thế. Rồi xong. Mình lúc này dễ quá, không cần demo. Đúng chưa? Không khó. Nào, thế thì quay lên cái
cái hình này. Tạm bỏ tất cả chữ đi ở bức hình này. Nhờ. Thì tạm bỏ tất cả chữ đi làm hình này. Thì hình này các bạn làm như nào? Bỏ tất cả chữ đi làm mỗi hình bên trong thôi. Thì theo các bạn làm như nào? Chú ý thầy mấy cái hình tròn viền. Xem với thầy mấy hình tròn viền đấy có gì đặc biệt. Và từ đặc biệt đấy thầy sẽ giúp các bạn nhớ được dùng công cụ gì. Hiểu chưa? Đây này. Từ đây này. Đúng chưa? Khá đều nhau đấy. Khi chuyện đã đều nhau thì nhớ thằng ôn này. Thằng này khi mọi người giữ ship. Nhờ, giảm hết xuống. Trở về này. Chỉ tăng gì đấy, số vòng lên thôi. Mấy vòng. Đây. Em thấy chưa? Đây là một cái ứng dụng mà thầy rất hay dùng. Cứ thấy đều nhau, tròn nhau là đồ phàng. Được chưa? Ok, thêm vòng nữa đi. Để được lấy cho chuẩn. Được chưa? What? Đúng không? Thì phải là tôi có vòng này. Vòng này, vòng này không? Được, hay lấy ba vòng này đi. Bỏ vòng trong rồi đi, cho rộng. Đúng chưa? Các chân gì? Ungroup. Tiếp vào, mấy vào là đấy. Đúng chưa? Vẽ hình gì? Hình tròn đi, quan tâm. Ra phía gì ấy? Ngoài cùng. Ngoài cùng nó không bằng, nó chỉ hơn một tí thôi. Ok chưa? Ờ, sợi bị mất này. À, do che thế này. Đến đây xong chưa? Ba này dễ không? Khóa hay vào? A chọn gì? Đỉnh nó dứa đi. Xong chưa em? Xong rồi nhờ. Tăng độ dày viền lên nhờ 1.5. Không nhờ. Ê, 1.5 cơ mà. Hoặc lại không chấp nhận à? Ây chà. Ây chà. 1 phẩy. Dở nha. Một đi. Hai được rồi. Rồi nhanh. Xong chưa? Phần dưới này biết làm nào không? Hình tròn thôi. Hình tròn nó sẽ đi quá bớm là một tị. Qua là một tị. Bắt dính điểm kinh quá. Này đi. Đúng chưa? Đúng chưa? Và Ctrl C, Ctrl F cho ra ngoài, sát bên ngoài tị. Xong rồi thế gì cho lên trên, đúng chưa? Chọn con này gì đây, cắt, đúng không? Được chưa? Và như này, và tôi xóa đỉnh này, đúng chưa? Với đỉnh này, không chưa? Đúng chưa? Và tôi phải xóa hơn, tôi phải gì ạ? Tôi phải xóa lùi tí nữa vào. Tại vì nó ranh giới như này này. Từ tâm này. Đi ra. Hoặc vậy đi qua tâm cũng được. Đấy. Nhờ. Vào xuống một tí. Cắt. Nào, phần này là phần khó nhất thì muốn nói phần này này. Hình này dễ thì hai này là gì? Hai tam giác. Đổ vào nhau, úp vào nhau xong đúng không? Tam giác thì quá dễ, tam giác thì ai chẳng vẽ được. Đúng không? Tam giác nằm ở tâm này. Tôi vẽ tam giác như này. Tôi bắt thằng này vào tâm. Đấy. Được chưa? Thế thì công cụ A. Đúng chưa? Kéo ra đây. Ok chưa? Thay lưu vào tị. Ok chưa? Và thằng này nằm ở tâm.
Tâm đầu à? Lâu đó chỗ này. Đấy, trên xe. Và và gì nhỉ? Ồ. Lật đồ xứng, đồ xứng như là bây giờ. Là ba được xứng được nó. Là phần này bây giờ mẹo này. Đây lật nào để đồ xứng được nó. Tôi làm này, tôi mẹo lật hai lần. Sang bên này. Đây này. Một lần. Tôi đã xuống. Đúng chưa? Đây là xuống luôn này. Đấy. Hiểu thêm chưa? Ok, phần này dễ, bỏ qua. Khó nhất phần này. Đây này. Đầu này thì sao nhỉ? Đầu này nó làm sao? Nhỏ, về to. Tôi chia nửa này làm gì nhá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Nhờ. Như vậy nhìn bản đây. Tôi sẽ tại chữ nhật. Tôi sẽ làm như này. Quan trọng là gì ạ? Là phần này đi qua tâm này. Và làm check phần này. Tôi sẽ vẽ phần như này đã. Qua tâm. Rồi. Màu đen nó dễ nhìn. Nhìn nhá. Tại sao tôi muốn làm thế? Đi vào đây. Nó làm phần ngoài to, phần trong gì? Nhỏ, đúng chưa? Rồi. Hôm này. Giờ vào gì? Pistip. Được chưa? Lúc này R ta tâm đây này. Chưa xoay vội. Và tôi sẽ đưa góc này á. Lệch tí, tại vì nó bị lệch. Đúng chưa? Lúc này tôi mới gì? Đây. 3, 6 giờ chưa mấy? Chưa 12. Đúng nhỉ? Lúc này mấy gì ấy? Bỏ bớt phần này đi. Ok chưa? Thì mới ra được phần này. Đúng không? Khó với phần này này. Nếu mà không biết cách thì đầu này sẽ bằng nhau. Nếu mà đưa hình nhật vào bằng nhau hết. Được chưa? Thì nhớ thầy phân tích rõ ràng độ dày này là độ dày của gì? Của chữ nhật. Nhớ thì về nhà chữ bệnh này. Và bài này nhìn tưởng khó hay là dễ. Hình mép này thì đơn giản. Mép rất này. Hình về câu là gì ạ? Ngồi về gì? Hoa quẩy. Hình này là gì? Hình này, hình này. Nhìn thấy không? Đây này. Nhìn răng cưa khác nhau không? Thì bài này là hệ quả của bài này. Về thử nghĩ xem tại sao lại được như này. Nhìn này. Nhìn thấy không? Nó là hệ quả của bài này. Bởi vì khi các bạn làm logo hoặc làm cái thứ, các bạn sẽ gặp rất nhiều biến thể của răng gì? Răng cưa. Rất nhiều biến thể của bánh gì? Bánh răng. Nhớ. Để các bạn sẽ không ngại hơn nào. Còn cái bài này thì tưởng nó khó, chả gì khó bài này. Nhưng buổi sau thì dạy bài này, bài chỉ có mấy thao tác là xong thôi. Bài này nhìn không? Mũ tên mũ tủng này nhìn có hoành tráng. Nhìn ra vẻ ghê gớm các thứ, các lọ chai. Chưa học. Ok. Cái buổi may là buổi mà thầy chú giữ bài tập. Bài này dễ này, bài này các bạn làm rồi này. Bài biết làm nào không? Đây là logo của Picasa. Đưa bài này đi, nào bài này. Phân tích hình học được thì biết ngay. Nào, nhìn tổng quan và chi tiết. Nếu xác định sai sẽ không ra được. Ừ.
Nhiều bước quá. Nhiều bước quá. Đây. Bài này dựa cái cách tư duy nhá. Bài này nhìn chắc chắn là nó sẽ rất đối xứng đúng không? Giữa hình tròn và hình gì? Lục giác. Đúng không? Thế như vậy là tôi sẽ vẽ hình tròn. Nhìn thấy phân tích nhá. Vẽ hình tròn chưa? Vẽ gì? Lục giác từ tâm ra. Năm, sáu. Đúng chưa? Này tôi chả làm gì đâu. Tôi sẽ vẽ đúng lại này. Tôi vẽ cái cạnh này. Đâm xuyên thẳng cái cạnh này. Như này. Rất hay. Tôi sẽ khóa này vào và tôi dùng này. Nhìn thấy chưa? À, đâm thẳng luôn. Xong rồi đấy. Đến đây còn gì để nói không? Chẳng gì để nói cả. L. Đây. Thôi các bạn. Không chưa? Đến đây gì đây? L đã tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Giữa này này. Trên mấy? Đúng nhờ? Gì đây? Gì nhờ? Cho đường viền nó dày lên một tí. Tại vì độ hở mà. Được chưa em? Và biến thành gì đây? Đúng rồi. Quý hết một việc mô tô đi. Công cụ gì nhớ? Cá. Nhanh đúng không? Chỉ phải cắt. Cắt làm gì cho khổ ra. Có hiểu ý anh không nhờ? Mọi người hiểu không nhờ? Học đến đây rồi ta dự công cụ phải cực kỳ tốt. Để nhanh biết chứ còn cách vừa rồi cũng được. Nhưng mà mất gì? Mất quá nhiều gì nhờ? Nhiều bước để mà để làm ra nó. Chuyên hãy nhớ là đến buổi này chúng ta sẽ gì ạ? Có rất nhiều các tư duy hình học. Được chưa? Độ dày là do độ dày của dịch vụ viên. Expand là xong. Thấy không? Có hiểu thế không nhờ? Rõ ràng là nhìn thì tưởng nó kinh dị nhưng mà đi sâu phân tích. Nhớ? Đến buổi mai thì đảm bảo là cũng làm hình này nhưng mà có nhiều cách là khác nhau. Nhưng sợ là các bạn sẽ chọn cách nào để đi. Thì còn do tư duy gì ạ? Tư duy công cụ, tư duy hình học. Và thì muốn các bạn may chữa thật kỹ bài tập để mọi người thấy là phải nắm rõ được từng đấy kiến thức và từng đấy tư duy. Được chưa? Và thầy đảm bảo đến mấy buổi thứ mấy nhỉ? Thứ 3, 4 thôi đúng không nhỉ? Mà các em đã làm được rất nhiều thứ rồi. Còn các bài tập này sau này thì ạ, học thêm các bạn ngay. Dụ buổi sau ta sẽ học đó là về bài này. Đó là về chuyên về bút định dạng brush. Và brush ở trong Illustrator nó đỉnh cao hơn rất nhiều so với gì Photoshop. Tuy nhiên mỗi thằng có một cái đỉnh cao khác nhau. Photoshop đỉnh cao brush kiểu khác, nhưng Illustrator nó kiểu khác. Ví dụ như là làm bộ nhung xích mạnh quang chẳng hạn, thì hoàn toàn bằng gì Illustrator. Và bài toán đưa về là gì, vẽ được hai hình này thế là xong. Và bộ xích này vẽ được hai hình này là xong. Và khi xích được rồi, chúng ta sẽ thử tạo một cái gọi là chữ. Và cho chữ này vật liệu là gì? Là sợi xích. Được chưa? Rất nhiều thứ hai. Thì buổi sau, buổi này đấy, bài này về bài làm được rồi này. Bài làm được chưa? Là được rồi. Chữ gút thì đã đánh gút ra, bỏ hai chữ O đi. Và chữ O là bánh răng là xong. Cũng như là bánh răng làm dễ không? Dễ, không hề khó. Về các bạn làm được ối thứ rồi đấy. Tỉa tót làm ối thứ rồi. Hình này cũng làm rồi này. Bẽ thẳng nó ra xong rồi gì ấy nhỉ? Dùng free gì? Free some form. Cái cạnh này là gì ấy? Tô bồ chuyển. Đúng nhỉ? Tất cả này làm được chưa? Làm được hết rồi. Không có gì khó. Bài này làm được rồi. Bài kim cương này làm được rồi, hết rồi. Cương dễ cực. Vẽ một nửa thôi. Toàn vẽ line thôi. Toàn vẽ line. Vẽ line xong rồi gì đấy? Quý hết một việc một tô đi. Một tô màu chuyển và Kukuka tô màu chuyển vào. Đối xứng mà. Tương thẳng mà. Thấy không? Thì gợi ý thôi. Bài này.
Phần này các bạn chưa làm được. Phần này làm được rồi. Phần này bài này làm được rồi này. Cái này làm được rồi này. Mà thôi để bổ sau lại nhiều thứ hơn. Cái này các bạn chưa làm được đâu. Nhớ. Bổ sau sẽ học. Bài này làm được rồi này. Bài làm được quá rồi gì nữa. Làm được chưa? Rồi đồng hồ giữa không toàn mù chuyển này. Phải anh thoi đồng thoi kéo dài ra thành kim giờ. Kéo dài thành kim phút. Ôm là kia dài nhật là kim dây. Độ chia này học triệu chia chưa? Rồi. Đúng nhỉ? Đó. Thì về nhà xem những bài nào có thể tỉa được thì tỉa hết đi. Để buổi sau tôi học. Đây, bài này là bài chuyên về lip paint. Bài chuyên tô màu. Cũng cụ ca. Đúng nhỉ? Hình này về xây dựng. Đầu tiên là hình này gì? Bài này thì là không phải cắt cùng gì cả. Chỉ có gì ấy? Xếp cấu trúc hình học. Sau tô màu gì? Tô bằng công cụ Lip Paint Bucket. Đúng nhỉ? Đây là hình gì? Hình tròn tổng thể. Xong xếp hình tròn gì đấy? Hình tròn gì? Lệch gì nhỉ? Lệch tâm. Xoay. Và sau đó thủy một việc tô vào phần nào để được hình này. Chuẩn chưa? Hình này cũng thế. Cấu trúc gì đấy? Lục giác. Và mấy hình tròn? Bốn hình tròn ở bên trong. Đúng nhỉ, đi qua tâm hình này đúng không? Sau đó cho tất cả hủy một bên một tô rồi tô gì? Lên bên packet. Có hiểu thế không nhỉ? Để luyện, hình này cũng thế. Ông này cũng thế. Đúng nhỉ? Luyện. Những bài này rất hay là gì? Là luyện về mặt cấu trúc hình học. Sắp xếp gì đây? Các hình để ra được tổng thể và gì? Tô. Đúng nhỉ? Vừa tư duy hình học, vừa luyện kỹ năng tô gì đây? Màu nhanh bằng lên bên packet. Không phải cắt cùng gì cả. Hiểu không nhỉ? Rõ ràng học bữa này rồi thì nếu quay lại các cái bài này này thì các bạn thấy là nhìn nó rất là buồn cười và cái bài quá nhiều cách để làm đúng không? Đúng nhỉ? Đó thì rõ ràng là mỗi buổi học thêm một kiến thức thì giúp các bạn gì anh nhỉ, đi nhanh hơn. Đúng nhỉ? Có bài toán đấy cho bạn, các bạn chọn cái gì, xe đạp, ô tô, máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, tùy nhỉ. Có những bài thì tưởng ô tô nhanh hơn nhưng mà ra ô tô đi chậm hơn xe đạp. Nhờ, có những bài tưởng máy bay đi ngon hơn, máy bay đi chậm hơn vì tính thời gian chờ đợi còn lấy nhanh lâu hơn để đi xe đạp. Đúng nhờ, thì cái đấy còn tùy vào tư duy mỗi bài. Bài này khó này. Bài này ấy, mà theo tư duy bình thường ngồi gì đấy, đếm số hình tròn ra. Cắt xây xương ép xong rồi nhờ. Xong gì? Hình rẻ quạt. Đúng không? Lâu lắm. Nhưng bài này dùng công cụ Blackstone thì một lúc là ra. Nhưng vấn đề là nếu các bạn làm cắt C, cắt F, các bạn đổ vào nhưng anh hiểu bảo không, em muốn tăng số vòng lên, lúc đó thì vỡ mồm. Có hiểu vấn đề không? Là khi bạn đếm được từng ngày vòng, các bạn cắt C, cắt F vào rồi, cắt C, cắt F rồi ăn ship vào, nhưng mà không, tôi muốn tăng thêm số vòng bên này đi nữa, thì ngồi là vỡ mồm. Có hiểu không nhỉ? Bài toán thế thì ta cho mày N vòng tròn, cho mày N màu chấp hết nhá, tao thay đổi được, xong rồi tao vẫn thay đổi được, thích bao nhiêu vòng cũng được, thích màu gì ở vị trí nào cũng chơi hết, được chưa? Thì đó là bài liên quan đến Blackstone ở bên Alistair rất khủng, nó làm những điều không tưởng, những cái mà bên Photoshop không làm được và ngược lại bên Photoshop có cái Alu không làm được, trên có cái thì phải đưa sang Alistair làm, xong rồi thì import sang gì ai và ngược lại nhá, thì phải dùng những cái liên của nhau để bổ sung cho nhau. Ok chưa? Ok, ta dừng ở đây. Thì nhớ cho thầy là sau buổi nay về thì nhỉ, ôn lại kiến thức lại tại buổi bài tập nhá.